chương 41 Ma tộc thế giới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diệp Dương ở tiên đạo thế giới hành tẩu kinh nghiệm vẫn là không đủ Đương nhiên, hắn mới tiến vào tiên đạo thế giới một hai tháng thời gian Trước lúc này vài chục năm, hắn một mực đều tại Diệp Gia Không có rời đi hơn nữa Loại kinh nghiệm này không phải từ trên sách liền có thể học được Nhất định phải bản thân tự mình tích lũy kinh nghiệm, hai thanh tử điện đại kiếm gào thét lên, cấp tốc chui vào sâu không thấy đáy ma tộc thâm uyên. Mà những cái kia phi hành quái vật thì là không biết có bao nhiêu, nhưng cũng còn không có tới gần, liền đã bị điện giật chết rồi, không lâu sau đó, hai người liền cũng đã rơi vào ma tộc thâm uyên chỗ sâu. Nơi này không có ánh nắng, ánh mắt lờ mờ, tự như là ở địa động một dạng. Không tự giác cũng làm người ta tâm linh có chút áp bách. Mà căn cứ dịp dương biết, ma tộc thế giới đại bộ phận đều là như thế, bất quá, rơi trên mặt đất sau đó, những cái kia phi hành quái vật cũng không có. Từ hồ, những cái kia phi hành quái liền tồn tại ở ma tộc thâm nguyên một dạng, sau khi rơi xuống đất, Diệp Thanh Lam liền thu hồi tử điện đại kiếm, nơi này cũng đã tiến nhập ma tộc thế giới, khắp nơi tràn ngập đầy đủ loại chủng tộc ma tộc, chúng ta cần xâm nhập ma tộc thế giới, tránh cho đánh trắng động cỏ. Diệp Thanh Lam vừa nói, cũng đã triển khai thân hình, hướng về phía trước liền bay lướt tới, Diệp Dương không có nói chuyện, chỉ là đi theo Diệp Thanh Lam sau lưng, tại ma tộc thế giới đi lại. Vừa đi, Diệp Dương một bên hiếu kỳ đánh giá ma tộc thế giới. Ma tộc thế giới cũng không có Thái Dương cùng nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có không biết cái gì bảo vật ở thiên khung phía trên tảng ra giống như tinh thần nhàn nhạt quan mang, ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ, ma tộc thế giới đại địa hiện ra hắc sắc, như là máu tươi nhuộm đỏ một dạng. Chung quanh thảm thực vật cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng tướng mạo quỷ dị, phổ biến thấp bé, thậm chí có chút cỏ cây đúng là hiện ra hát sắc bộ dáng, lộ ra rất là quỷ dị. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền phát hiện, Diệp Thanh Lam tự hồ hướng về phía ma tộc thế giới mười phần hiểu rõ đồng dạng, hẳn là từ đâu đi, đi như thế nào, đều lộ ra xe nhẹ đường quen, sư tỷ. Người trước đó đi qua cái nào ma tộc thế giới? Diệp Dương đi mau mấy bước, nhích tới gần Diệp Thanh Lam, rốt cục nhịn không được hỏi thăm, Diệp Thanh Lam hơi hơi gật đầu. Không sai, tại không có trở thành chân truyền đệ tử trước đó tới qua mấy lần ma tộc thế giới lịch luyện ma tộc thế giới mặc dù tràn ngập đủ loại ma tộc cùng hung thú còn có đủ loại hiểm địa tràn ngập đầy nguy hiểm nhưng nơi này lại là một cái lịch luyện cơ hội bởi vì nguy hiểm cho nên có thể rèn luyện ngươi phản ứng cùng sinh tồn năng lực bởi vì đủ loại ma tộc cùng hung thú quá nhiều ngươi tùy thời đều có thể tao ngộ chiến đấu bởi vậy còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên ngươi kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu liền là tốt nhất tăng lên tu vi phương thức dịp dương lần này ta liền mang ngươi đến kiến thức một cái ma tộc thế giới về sau ngươi có thể một người trước đến rèn luyện tăng cường thực lực dịp thanh lam thanh lãnh nói ra là sư tỷ dịp dương chẳng hề để ý trả lời một câu dịp thanh lam nữ nhân này tâm tư rất khó khăn đoán mặc dù nàng tựa hồ tại quan tâm chiếu cố bản thân một dạng, nhưng người nào biết rõ đâu? bất quá, Diệp Thanh Lam nói không sai, ma tộc thế giới thật là bọn họ những cái này tiên đạo thế giới người lịch luyện tốt nhất địa phương. Nhân tộc cùng ma tộc vốn chính là đối thủ một mất một còn, cường nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu là song phương tao ngộ, nhất định là một trận kịch liệt chém giết. Đánh chết ma tộc, có thể mượn cơ hội tăng lên bản thân tu vi mà lại còn có thể thuận tiện hoàn thành môn phái nhiệm vụ, thế nào mà không vì, trừ cái đó ra, ma tộc thế giới còn có rất nhiều đủ loại thiên tài địa bảo, luyện khí tài liệu loại hình. Những cái này có thể đều là tài nguyên. Bởi vậy, tiên đạo thế giới rất nhiều đệ tử đều sẽ tiến vào ma tộc thế giới, ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, còn bởi vì nơi này bảo vật thậm chí, ma tộc thế giới còn sẽ có một chút đặc biệt, chỉ có ma tộc thế giới mới có bảo vật, tỉ như hắc ma tinh, đây là so tinh hải thần sa còn trân quý hơn luyện khí tài liệu. Liền tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều đỏ mắt, đều sẽ ra tay tranh đoạt, sư tỷ, lần này xâm nhập địa ngục, đến cùng cần làm chuyện gì? Đi một khoảng cách sau đó, Diệp Dương vẫn là không nhịn được hỏi thăm đi huyết ma tộc. Lần này tinh sa quốc đại loạn, hẳn là yêu ma hai đạo cùng ma tộc liên thủ duyên cớ. Ma huyết ma tộc cùng huyết vân ma tông đi tương đối gần, chúng ta đi huyết ma tộc nhìn xem tìm hiểu một cái tin tức lúc trước ta gặp được huyết vân ma tông phong vân công tử thời điểm từng nghe hắn đề cập qua lần này yêu ma hai đạo cùng ma tộc liên thủ liền là muốn tiêu diệt chúng ta tiên đạo thế giới diệp dương đem cùng ngày sự tình cho đại khái nói một câu phong vân công tử diệp thanh lam lạnh lùng mặt trốt cục biến sắc lướt qua một vòng vẻ chán ghét chắc hẳn nàng cũng chán ghét phong vân công tử cái này biến thái ma môn đệ tử A, à, phong vân công tử thực lực mặc dù qua loa, nhưng ở huyết vân ma tông cũng có nhất định thân phận. Hắn nói chuyện, hẳn là không sai. Lần này, chúng ta nếu như có thể tìm hiểu ra tin tức gì đến, môn phái ban thưởng xuống, ngươi hẳn là sẽ trở thành nội môn đệ tử. Về phần phong vân công tử, nếu là bị ta gặp, trực tiếp giết. Còn phải sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Dương một mặt vui mừng trở thành nội môn đệ tử chính là hắn lần này đi ra lịch luyện chủ yếu mục tiêu dù sao nội môn đệ tử môn phái phúc lợi cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh với hai người tốc độ cực nhanh hành tẩu bên trong diệp dương bước chân đột nhiên dừng lại hắn tâm linh có chút dừng lại lòng có cảm giác phía dưới hắn liền nhìn về phía lờ mờ một bên lờ mờ trong góc một đôi lóe ra huyết quang hai con ngươi chính giống như như rắn độc nhìn chằm chằm diệp dương chính là hai con mắt, nhưng dịp dương tâm linh phát giác, rống, gầm lên giận dữ, một cái to lớn thân hình mãnh liệt từ lờ mờ trong góc một cái tung nhảy nhào tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cũng đã vọt tới dịp dương đỉnh đầu trên không. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như một vòng huyết nguyệt đồng dạng, giữa trời trấn áp mà xuống, một cổ mãnh liệt vô cùng, gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Cơ hội đem Diệp Dương huân hôn mê bất tỉnh, tự tìm cái chết. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, chân đạp bách bộ mê tung bộ, thân hình thoát một cái, liền cũng đã nhanh chóng lùi lại. Lập tức, hắn một cước đạp đất, cả người liền đằng không mà lên, một mực đeo ở trên lưng pháp kiếm bị hắn trở tay bắt ở tại trong tay, xùy kiếm quan vút qua, tấn mảnh vô cùng phát trảm ở tại đạo kia đánh vết tới thân hình phía trên, phốc, một thanh âm vang lên, tay nâng kiếm rơi, đạo kia to lớn bóng đen trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, chết oan chết uổng lạch cạch. Lạch cạch thi thể ngã rơi trên mặt đất, Diệp Dương mới thấy rõ ràng, đánh lén hắn chính là một cái huyết ma, một cái thực lực đạt đến tiểu định cảnh giới huyết ma, nhìn thấy Diệp Dương gọn gàng, Lâm Trận không hoảng hốt liền đem cái này đánh lén huyết ma cho chém giết. Diệp Thanh Lam trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu đổi lại là đồng dạng Diệp Dương cái này cảnh giới tu sĩ, tại cái này bất tỉnh ám ma tộc thế giới bị một cái huyết ma đánh lén, sẽ không giống là Diệp Dương như vậy tỉnh. Táo, bao nhiêu đều sẽ có chút bối rối mà diệp dương lại là một mực duy trì tỉnh táo từ tránh né công kích lại đến xuất thủ đánh trả tiết tấu càng là vân vê mười phần tinh chuẩn mặc dù đem cái kia huyết ma cho đánh chết cũng là mặt không đỏ tim không đập phần này tâm linh công phu sớm liền đã thắng được rất nhiều phi tiên môn đệ tử cái này nô tài làm sao sẽ lãnh tĩnh như vậy diệp thanh làm trong lòng quả thực hơi kinh ngạc Đối dịp Dương có loại kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác, nghe nói, đạt đến nhập định cảnh giới ma tộc trong đầu đều sẽ có ma tinh. Dịp Dương nói một câu, trong tay pháp kiếm cũng đã bổ ra cái kia huyết ma đầu. Tức khắc một cái giống như trứng bồ câu lớn nhỏ, ống ánh trong suốt tinh thạch liền xuất hiện ống ánh trong suốt, vào tay một trận lạnh buốt nhưng lại trơn nhẵn. Đây cũng là ma tộc lực lượng nguồn suối, ở chỗ này trữ lấy ma tộc lực lượng. Hơn nữa những cái này ma tinh lực lượng cũng có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu, luyện hóa trở thành bản thân nguyên khí. Hiệu quả thậm chí sau một chút bồi nguyên đang loại hình đang dược còn tốt hơn, Diệp Dương không chút khách khí liền đem ma tinh cho thu vào trong ngực, thế nhưng là hắn chiến lợi phẩm. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam cũng đối những cái này cấp thấp ma tinh không có hứng thú. Bởi vì, những cái này cấp thấp ma tinh ẩn chứa nguyên khí, quá ít, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng, Diệp Dương phản ứng không sai từ hiện tại bắt đầu ngươi liền đi tại phía trước ta a à. diệp dương không nói hai lời chân đạp bách lý mê tung bộ liền đi tới diệp thanh lam phía trước kỳ thật vừa mới diệp dương đều đã phát hiện cái kia mai phục tại phụ cận huyết ma lấy diệp thanh lam thực lực có thể nào không có phát hiện nàng sợ là sớm liền đã phát hiện chỉ là không có xuất thủ càng thêm không có nhắc nhở mà thôi vì lịch luyện diệp dương có lẽ đúng không lại có lẽ là muốn từ diệp dương trong chiến đấu nhìn thấu Diệp Dương bí mật, nữ nhân này, tâm cơ quả nhiên không tầm thường a. À. Diệp Dương đi ở Diệp Thanh Lam phía trước, cảm giác được Diệp Thanh Lam ánh mắt không ngừng tại bản thân quét tới quét lui, da đầu liền không nhìn được hơi tê tê, tinh cung công pháp là không thể thi triển, nếu bị Diệp Thanh Lam phát hiện mình cùng Thủy Nguyệt sư phó quan hệ vậy liền không xong. Nhưng ngoại trừ tinh cung công pháp, ta liền chỉ biết bay tiên môn bách lý mê tung bộ, tiên hạt vô cương quyền, cùng cơ sở kiếm pháp không những như thế ngoại trừ tinh cung công pháp không thể thi triển bên ngoài điện ngục thiên bi lôi cái này thần thông cũng không thể vận dụng về phần nguyên thủy tâm linh thuật ngược lại là có thể sử dụng dù sao chỉ cần không biểu hiện quá mức rõ ràng diệp thanh lam cũng không thể nào thấy được bản thân tâm linh nhưng không thể sử dụng những cái này chiến kỹ cùng thần thông mà nói diệp dương chiến lực liền bị suy yếu được nhiều lắm không cách nào thỏa thích thi triển nhưng vì bí mật không bị bại lộ ra ngoài Diệp Dương cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp xuống, Diệp Dương gặp phải nhiều lần tập sát. Huyết ma, đủ loại không biết tên hung thú các loại, bất quá, may mắn Diệp Dương tùy thời cũng chở chuyển nguyên thủy tâm linh thuật, đem bản thân cảm giác tăng lên đến cực hạn. Những cái này huyết ma, hung thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại là không cách nào kích thương Diệp Dương. Ngược lại đều bị Diệp Dương cho đánh chết. Chỉ là, một đường đi xuống, Diệp Dương trên người cũng nhiều không ít vết thương nhưng hắn thu hoạch cũng là to lớn tu vi tại ngày càng tăng trưởng theo lấy bọn họ dần dần xâm nhập bất luận là huyết ma vẫn là hung thú thực lực đều biến càng ngày càng mạnh cùng bản thân cảnh giới không sai biệt lắm huyết ma diệp dương còn có thể nương tựa theo bản thân nhanh nhẹn phản ứng cùng chiến kỹ đem đối phương cho đánh chết nhưng nếu như cảnh giới lại cao hơn mà nói hắn liền không phải đối thủ bất quá diệp dương trường kỳ tinh thần khẩn trương ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong hắn cảm giác phản ứng năng lực thậm chí đồng thủ năng lực, xuất thủ tốc độ các loại đều so trước đó tăng lên không ít. Hơn nữa, đây mới là bắt đầu mà thôi. Nếu như lần này tại ma tộc thế giới lịch luyện một phen, lại ra ngoài tiên đạo thế giới mà nói, hắn khẳng định sẽ có lông trời lỡ đất thuế biến. Chỉ là, Diệp Thanh Lam một mực phía sau nhìn chầm chầm, nhưng hắn không cách nào thỏa thích thi triển mình học tất cả, cái này khiến hắn có loại sắp biệt xuất nội thương phiền muộn cảm giác, một đường tới, Diệp Dương cố gắng không để cho bản thân lộ xuất mã chân đến. Nhưng càng là như thế, Diệp Thanh Lam thì càng kinh ngạc, đối Diệp Dương thì càng hiếu kỳ, bất quá, Diệp Thanh Lam cũng không phải một mực lại nhìn, ở Diệp Dương chiến đấu thời điểm, nàng còn ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm một cái, nhưng Diệp Dương được ích lợi không nhỏ. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 42 Cảm ứng tứ trọng thiên Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Danh sư chỉ điểm, dù là vẹn vẹn chỉ là một câu, đều có thể cho Diệp Dương hiểu ra. So chính hắn tu luyện mấy tháng hiệu quả đều tốt hơn, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thanh Lam cũng chỉ là tùy tiện chỉ điểm một cái Diệp Dương. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện được Diệp Dương ngộ tính cực cao. Thường thường là một chút liền rõ ràng, thậm chí suy một tra ba, đặc biệt là liên quan tới chiêu thức thi triển, thời cơ xuất thủ nắm chắc, cùng lực lượng vận chuyển các loại. Có thể nói tại nàng chỉ điểm phía dưới, Diệp Dương thực lực tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng lên như thế thiên tư, nhưng Diệp Thanh Lam cái này phi tiên môn thiên chi kiêu nữ cũng vì đó chấn kinh, chỉ là, đáng tiếc là, Diệp Dương liền chỉ có thể thi triển phi tiên môn công pháp, thật sự là quá ít. Nếu là có thể thi triển thần thông loại hình, nhưng Diệp Thanh Lam chỉ điểm một cái mà nói, hắn thi triển thần thông uy năng sợ là mạnh hơn, liền dạng này, Diệp Dương một bên giết địch, một bên lấy được Diệp Thanh Lam không ngừng chỉ điểm, hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh tầm vang, đột nhiên, Diệp Dương thân thể khẽ rung lên, thể nội mãnh liệt bạo phát ra so trước đó mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần khí tức, đột phá. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại chân chính cảnh giới thế nhưng là trúc cơ tam trọng thiên. Đột phá sau, liền đạt đến cảm ứng tứ trọng thiên. Chỉ là, Diệp Dương biểu hiện hiện ra đến liền chỉ là trúc cơ nhị trọng thiên mà thôi ở Diệp Thanh Lam dưới mắt đột phá, có thể hay không bị hắn phát hiện bản thân chân chính cảnh giới đâu, tại sắc mặt biến hóa đồng thời, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã đã vận hành lên nguyên thủy bất diệt quyết. Theo lấy công pháp vận chuyển, số lớn nguyên khí bắt đầu ở thể nội vận chuyển. Đồng thời, những cái kia tiết ra ngoài khí tức cũng bị nguyên khí kéo theo, thậm chí bị Diệp Dương chủ động trấn ép xuống, đem thể nội cùng cùng lưu động nguyên khí cùng khí tức cho trấn ép xuống sau đó, Diệp Dương mới hơi hơi thở dài một hơi hắn phản ứng cũng không chậm. Ngay tại đột phá trong nháy mắt, liền bắt đầu trấn áp thể nội hơi thở, đây cũng là dịp dương trong lúc nhất thời không có phát giác, nhưng bản thân cảnh giới nước chảy thành sông đồng dạng đột phá. Nếu không, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem cảnh giới áp chế ở trúc cơ tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đợi đến rời đi dịp thanh lam sau đó mới đột phá, vùng trộm nhìn thoáng qua dịp thanh lam. Mặc dù nhìn thấy Diệp Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng lóe lên liền biến mất vẻ kinh ngạc, nhưng tự hồ cũng không có phát hiện được dị dạng, Diệp Dương mới yên lòng, trong lòng biết Diệp Thanh Lam vẫn không thể nào phát hiện hắn chân chính cảnh giới. Cảm ứng tam trọng thiên, Diệp Dương vẫn là áp. Chế một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, hắn có thể thi triển cảm ứng tam trọng thiên thực lực, chiến lực so trước đó làm sao dừng lại mạnh mẽ gấp mấy lần, làm gặp được huyết ma, hung thú, Diệp Dương có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực, có thể lại càng dễ chém giết huyết ma, hung thú trừ cái đó ra, làm gặp được cảnh giới cao hơn huyết ma, Diệp Dương cũng có năng lực đem đánh vết, không ngừng chém vết, không ngừng ở vào nguy cơ bên trong, để cho ta tinh thần căng cứng, hết thảy đều tăng lên đến cực hạn. Lại tăng thêm Diệp Thanh Lam ngẫu nhiên chỉ điểm, ta thực lực muốn không tăng lên cũng khó khăn. Kỳ thật, dạng này tu luyện cũng rất tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ nhanh hơn, truy cập nqt.net để đọc truyện chiêu thức càng ngày càng quen thuộc. Đối nguyên khí vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, đồng thời theo lấy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, dịp Dương chiến lực cũng ở đây vững bước tăng lên, nguyên bản, hắn chỉ có thể cùng cùng cảnh giới huyết ma chiến đấu. Nhưng một ngày sau đó, hắn cũng đã có thể vượt cấp cùng cao hơn cảnh giới huyết ma chiến đấu. Cần biết, huyết ma thực lực hung hãn, nhục thân càng là cường hoành vô cùng, cùng cảnh giới phía dưới, huyết ma thực lực ở phía xa tiên đạo đệ tử phía trên diệp dương lấy cảm ứng tam trọng thiên cảnh giới vậy mà có thể chém giết cảm ứng tứ trọng thiên huyết ma nói cách khác nếu như hắn toàn lực thi triển mà nói hắn có thể lấy chém giết trúc cơ ngũ trọng thiên huyết ma nếu như là đánh với bình thường tiên đạo đệ tử mà nói diệp dương chiến lực lại có thể cùng cảm ứng lục trọng thiên tu sĩ có lực đánh một trận thậm chí có chém giết đối phương năng lực vượt cấp chiến đấu trong truyền thuyết có chút tuyệt thế yêu nghiệt bọn họ chiến lực cực kỳ cường hoành thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đi giết địch. Nói thí dụ như, cảm ứng cảnh giới liền có thể đánh giết đại định cảnh giới tu sĩ, thậm chí, có chút đặc biệt nghịch thiên yêu nghiệt, lại có thể tại trúc cơ cảnh giới liền có thể đánh giết thai tức cảnh cường giả. Tương đối kinh khủng, một trận tạp nham tiếng bước chân từ phía trước cấp tốc truyền tới, không lâu sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy một đống ước chừng có 20-30 huyết ma từ phương xa cấp tốc lao đến, những cái này huyết ma, nguyên một đám thân hình cao lớn khí tức cường hoành chí ít đều đi đến cảm ứng cảnh giới thậm chí dịp dương càng là cảm giác được trong đó mấy cái huyết ma khí tức vô cùng cường hoành sợ là cũng đã đạt đến đại định cảnh giới dịp dương gần nhất ngươi thực lực tăng lên cũng không tệ lắm đi chết đám này cao đẳng huyết ma nhớ kỹ nhất định muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết dạng này mới có thể mức độ lớn nhất khai phá ngươi tiềm năng Diệp Thanh Lam Thanh lãnh nói ra, Diệp Dương trong lòng im lặng. Bản thân chỉ là trúc cơ tứ trọng thiên thực lực, Diệp Thanh Lam lại muốn bản thân đi giết chết đại đình cảnh giới cao đẳng huyết ma. Đây là muốn bản thân đi chịu chết sao, tốt. Diệp Dương mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mặt ngoại lại là thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lúc này liền chân đạp bách lý mê tung bộ, hóa thành một đạo quan ảnh liền giết ra ngoài, phốc phốc diệp dương hóa thành một đạo bảo quang trong tay pháp kiếm bảo quang lấp lóe kiếm mang trùng thiên phá vỡ hư không lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai trực tiếp chạm ở tại trong đó một cái huyết ma trên người ầm một tiếng cái này huyết ma bị chặn ngang chặt đứt đem cái này cao đẳng huyết ma nhất kích tất sát sau đó diệp dương bước ra một bước lực lượng bộc phát đại địa bị giẫm nước trong tay pháp kiếm một cái hoành tảo thiên quân hoành không chém tới tức khắc lại có hai cái huyết ma bị hắn chặn ngang chặt đứt, chết oan chết uổng, vừa chạm liền tách ra, Diệp Dương cũng không có dừng lại bản thân thân hình, một kiếm chém ra sau đó, hắn liền chân đạp bách lý mê tung bộ, thân hình cấp tốc na di lấy, rống. Rống. Rống, ở Diệp Dương liên trảm ba cái cao đẳng huyết ma sau đó, còn lại những cái kia cao đẳng huyết ma rốt cục kịp phản ứng. Lúc này, nguyên một đám cao đẳng huyết ma đều cao giọng giận rống lên. Khiên trong tay trảm mã đao, giống như một bao quanh di động huyết quang, hoành không phát trảm mà đến, muốn đem Diệp Dương chém vết, nguyên thủy tâm linh thuật, Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ, thân hình giao thoa lướt ngang đồng thời, cũng đã thi triển ra nguyên thủy tâm linh thuật. Tức khắc, từng đạo từng đạo tâm linh chi lực cấp tốc từ hắn tâm linh không gian lan tràn đi ra, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, những cái này tâm linh chi lực trong nháy mắt liền bao phủ chu vi một dặm chi địa, đem những cái này huyết ma cho toàn bộ bao phủ thôi miên theo lấy dịp dương tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực lập tức thẩm thấu tiến vào những cái này cao đẳng huyết ma thể nội, bao phủ ở bọn hắn tâm linh phía trên, bắt đầu thôi miên, tức khắc, có một chút cảnh giới cùng dịp dương không sai biệt lắm cao đẳng huyết ma liền lâm vào ngủ say bên trong. Trực tiếp liền bị Diệp Dương cho thôi miên, Diệp Dương bắt được cơ hội này, trực tiếp liền xông tới. Trong tay Pháp kiếm kiếm mang lấp lóe, kiếm khí ngang dọc tại giữa thiên địa, giống như quần tinh rơi xuống, chấn động thiên địa, thần uy trùng thiên mấy cái kia bị thôi miên cao đẳng huyết ma trực tiếp bị chém vết, huyễn cảnh, Diệp Dương khống chế bản thân tâm linh chi lực, trực tiếp huyễn hóa ra một cái huyễn cảnh. Tức khắc, những cái này cao đẳng huyết ma liền nhìn thấy bản thân lập tức lăn không tại một cái băng thiên tuyết địa bên trong, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, nhưng bọn họ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí, thấu xương hàng khí, càng là dần dần đem dòng máu của bọn họ, ma khí cho đồng kết, nhục thân đều cơ hồ bị đóng băng huyễn cảnh công kích có hiệu quả diệp dương trong lòng cười hắc hắc mở ra nhanh chân liền xông tới tay nâng kiếm rơi kiếm quan sáng chói sát ý trùng thiên lần thứ hai đem mấy con huyết ma cho trảm dưới kiếm nhìn thấy diệp dương vậy mà vận dụng tâm linh công kích một bên diệp thanh làm hai mắt lướt qua một vòng tinh mang trong lòng có chút chấn kinh mặc dù diệp dương đối tâm linh chi lực vận dụng còn quá thô thiển nhưng là xem như tự học năng lực lĩnh ngộ có thể xưng đáng sợ, Diệp Dương lúc này, còn cần khu động tâm linh chi lực, tận lực đi ảnh hưởng những cái kia cao đẳng huyết ma tâm linh. Nhưng nếu như đổi lại là Diệp Thanh Lam, căn bản không cần cố tình làm, nàng chỉ cần phóng xuất ra một chút tâm linh chi lực, liền có thể ảnh hưởng người khác tâm linh, tùy ý thôi miên người khác, hoặc là nhường người khác tiến vào huyễn cảnh bên trong, nguyên lai, like, tâm linh chi lực như vậy dùng tốt. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương dần dần cảm thấy tâm linh chi lực chỗ đáng sợ. Lúc này, hắn liền tiếp tục vận dụng tâm linh chi lực, điên cuồng giảo sát tới, tại vận dụng tâm linh chi lực công kích đồng thời, cũng coi như làm là tu luyện tâm linh chi lực, nguyên một đám cao đẳng huyết ma cũng đều gánh không được hắn tâm linh chi lực công kích, không ngừng bị hắn ảnh hưởng, hoặc là bị thôi miên, hay là tiến vào huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế, hết thảy bị Diệp Dương cho chém vết. Cuối cùng, liền chỉ còn lại hai cái đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma, huyết ma tâm linh chi lực cũng cường đại nhưng tương đối mà nói huyết ma tâm linh chi lực cũng mười phần yếu ớt cực kỳ dễ dàng chịu ảnh hưởng dù sao huyết ma chỉ là cấp thấp ma tộc mà thôi cũng không có cỡ nào cao siêu tu luyện công pháp mặc dù có cũng không phải những cái này cấp thấp huyết ma có thể tu luyện bởi vậy làm dịp dương thi triển tâm linh chi lực công kích thời điểm những cái này cao đẳng huyết ma tâm linh căn bản không thể kháng cự trực tiếp liền bị dịp dương cho ảnh hưởng đến mà một khi tâm linh bị ảnh hưởng chờ đợi bọn họ liền chỉ có thể là tử vong, bất quá. Trước mắt hai đầu đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma, cảnh giới so Diệp Dương cao hơn rất nhiều. Mặc dù, Diệp Dương tâm linh chi lực cực kỳ cường đại, nhưng song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, bởi vậy, tâm linh chi lực đối cao đẳng huyết ma ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng, chịu chết đi. Đối mặt với so bản thân cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới cao đẳng huyết ma, Diệp Dương không hề sợ hãi vận chuyển nguyên thủy tâm linh thuật lúc này bao la tâm linh chi lực liền lăng lăng lan tràn hướng về phía hai đầu đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma đồng thời diệp dương cũng chân đạp bách lý mê tung bộ cầm trong tay pháp kiếm liền dết đi lên trong lúc nhất thời kiếm quan lấp lóe huyết quan trùng thiên mà lên kiếm khí ngang dọc ở giữa diệp dương đã cùng hai đầu cao đẳng huyết ma đại chiến ở tại một khối ngẫu nhiên ở giữa cao đẳng huyết ma tâm linh nhận lấy diệp dương tâm linh chi lực ảnh hưởng lâm vào thời gian ngắn định trệ bên trong. Mà thừa dịp dạng này cơ hội, dịp dương là cầm trong tay pháp kiếm, huyển hóa ra từng đạo kiếm mang, tây thiên liệt địa, trong thời gian ngắn đem cao đẳng huyết ma cho kích thương. Mà theo ý vào tâm linh chi lực công kích cùng bách lý mê tung bộ, dịp dương né tránh na di, mặc dù cũng gặp phải cao đẳng huyết ma công kích, chịu chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không có trở ngại, nhưng tương phản, hai đầu cao đẳng huyết mà không ngừng bị dịp dương như là cùng phong mưa trào đồng dạng cùng bạo công kích công sát, thương thế càng ngày càng nặng mà thương thế càng nặng, bọn họ tâm linh thì càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tâm linh càng là dễ dàng chịu ảnh hưởng, lại càng dễ dàng lâm vào huyễn cảnh bên trong, thậm chí bị dịp dương thôi miên, tiếp theo bị dịp dương trọng thương. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 43 Tao ngộ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio cuối cùng ở dịp dương cái kia cùng phong sậu vũ công kích đến hai đầu đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết bị dịp dương đánh chết tại dưới kiếm đánh chết cuối cùng hai đầu cao đẳng huyết ma sau đó dịp dương cũng không có để ý tới đằng sau cách đó không xa dịp thanh lam trực tiếp liền xếp bằng ở trên mặt đất tại vừa mới trong chiến đấu dịp dương lĩnh ngộ rất nhiều đặc biệt là đối tâm linh chi lực lĩnh ngộ càng là tăng vọt hiện tại hắn cần thời gian để tiêu hóa lần này chiến đấu đem cảm nhận được đồ vật hảo hảo lĩnh hội một phen triệt để hóa thành của mình nửa canh giờ sau diệp dương chậm rãi mở mắt từ trên mặt đất vương người đứng dậy không sai thực lực lại có tinh tiến lại đến mấy lần dạng này chiến đấu ngươi cảnh giới có lẽ liền sẽ lần thứ hai đột phá diệp thanh lam đi tới sắc mặt bình tĩnh nhìn không đến bất kỳ biểu lộ gì diệp dương hơi hơi gật đầu đi qua vừa mới trải nghiệm lĩnh hội sau đó Diệp Dương Tu Vi tăng lên rất nhiều, đã nhanh muốn đi đến tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong. Trừ cái đó ra, hắn kinh nghiệm chiến đấu, đối chiến kỹ, nguyên khí vận dụng cũng có tăng lên mà tăng lên to lớn nhất không gì bằng tâm linh chi lực hiện tại. Diệp Dương tâm linh chi lực có thể nói là đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đối tâm linh chi lực vận dụng, nhận biết các loại đều tăng lên rất nhiều, nguyên thủy tâm linh thuật, tự hồ cũng chiếm được tăng lên, tâm linh không gian bên trong tâm linh chi lực biến càng nhiều, càng thêm ngưng thực. Chủ yếu nhất là Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã có thể bao trùm chu vi vài dặm, nếu như lại đến mấy lần, Diệp Dương tâm linh chi lực sẽ biến càng thêm cường đại, siêu việt chu vi 10 dặm chỉ là sớm muộn vấn đề, Diệp Thanh Lam một cái liền nhìn ra Diệp Dương biến hóa. Lúc này, Diệp Dương khí chất cùng lúc trước cũng đã rất khác nhau, giống như một thanh ra khỏi vỏ lời kiếm đồng dạng, tản ra sắc bén quang mang. Vừa mới những cái kia, hẳn là đều là huyết ma đội tuần tra chúng ta cũng đã tiếp cận huyết ma tộc tiếp tục a à. diệp thanh lam nói một câu hai người tiếp tục đi lên phía trước diệp dương tiếp tục ở phía trước mở đường phàm là gặp được huyết ma hung thú hắn đều sẽ chủ động xuất thủ đem đánh chết mà ở sau đó thời kỳ hắn lại gặp vài nhóm huyết ma đội tuần tra đi qua một phen long tranh hổ đấu gian khổ sau khi chiến đấu diệp dương mặc dù tao ngộ trùng điệp nguy cơ nhưng cuối cùng biến nguy thành an hết thảy đem những cái kia huyết ma cho đánh chết mà hắn thực lực thì là không ngừng tăng lên, đặc biệt là tâm linh chi lực tăng lên biên độ khá kinh người. Tu vi phương diện, càng là cũng đã đạt đến nhập định tứ trọng thiên đỉnh phong, đương nhiên, tại trên đường, Diệp Dương cũng gặp phải không ít bảo vật, luyện khí tài liệu, thậm chí linh dược vân vân. Bất quá, những cái này địa phương lúc thường có ma tộc, cũng có không ít nhân tộc tu sĩ ở chỗ này lịch luyện, những cái này bảo vật cũng không phải trân quý, nhưng thịt mũi cũng là thịt diệp dương hết thảy không có buông tha hiện tại diệp dương ngoại trừ cho mình cân nhắc bên ngoài còn bắt đầu vì hắn lão phụ thân chuẩn bị hắn muốn để hắn lão phụ thân cũng trở thành tu sĩ thậm chí vũ hóa phi thăng mặc dù rất khó khăn nhưng khó khăn đi nữa diệp dương cũng sẽ không từ bỏ cái này diệp dương ngược lại là nhân tài nếu như có thể vì ta diệp gia sử dụng mà nói ta diệp gia ngược lại là nhiều hơn một cái cao thủ nếu như hắn có thể trở thành nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử mà nói, ở Phi Tiên môn, ta cũng xem như có chính mình người. Diệp Thanh Lam chính là Phi Tiên môn chân truyền đệ tử, lần này nàng về nhà mang theo Diệp gia không ít người đến đây, có ít người, tỷ như nàng song bào thai ca ca Diệp Quang cũng đã trở thành Phi Tiên môn ngoại môn đệ tử, Diệp gia có ít người tư chất coi như là có thể, nhưng cùng Diệp Dương so ra còn kém nhiều lắm. Lúc đầu Diệp Thanh Lam cũng chỉ là muốn bồi dưỡng Diệp Gia thế lực, lớn mạnh Diệp Gia thôi. Căn bản liền không có nghĩ qua những người này bên trong, sẽ có người ở phi tiên môn có thể trợ giúp cho nàng, nhưng, một đường tới, nàng nhìn thấy Diệp Dương, Diệp Dương đối tu luyện chấp nhất, đối tu luyện phương diện này ngộ tính. Có thể nói, nàng đã bị Diệp Dương thiên tư cho chấn kinh rồi. Như thế thiên tư, cho dù ở phi tiên môn, Diệp Dương đều là thiên tài, truyền cua tui ký hiệu bản quyền Việt Nam, mặc dù Diệp Dương tu vi tốc độ tăng lên vẫn là xa xa không bằng nàng, nhưng cũng là một cái hiếm có nhân tài. Diệp gia một cái nô tài bên trong vậy mà xuất hiện như thế một cái thiên tài. Vậy mà có thể làm cho Diệp Thanh Lam lau mắt mà nhìn. Quả thực không đơn giản, kỳ thật, Diệp Dương có loại này biến hóa, rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì cửu chuyển kim đang duyên cớ. Đương nhiên, nguyên thủy bất diệt quyết cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố lại tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết sau đó. Diệp Dương tu vi tốc độ tăng lên so trước đó càng thêm nhanh. Hơn nữa, tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, sau đó, Diệp Dương ngộ tính các loại phương diện cũng chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên, bởi vậy, mới có hiện tại Diệp Thanh Lam nhìn thấy Diệp Dương, Diệp Thanh Lam cái này thiên chi kiêu nữ, ngoài trừ tự thân yêu nghiệt đồng dạng tư chất bên ngoài, từ trước đến nay cao ngạo, đối với những khác người chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại, nàng vậy mà cảm thấy Diệp Dương có khả năng trở thành chân truyền đệ tử, như vậy Diệp Dương tư chất đến cùng đi đến cái gì cấp độ. Cũng đã siêu việt phi tiên môn đại bộ phận nội môn, thậm chí là hạch tâm đệ tử sao nếu như bị Diệp Dương biết rõ lúc này Diệp Thanh Lam trong lòng ý nghĩ, có thể hay không nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, càng đến gần huyết ma tộc, huyết ma lại càng ngày càng nhiều. Đến về sau, xuất hiện những cái kia huyết ma cảnh giới cũng đã tuyệt đối bao trùm ở Diệp Dương phía trên. Thường định cảnh giới cao đẳng huyết ma đều đã xuất hiện, mặc dù Diệp Dương tương đối nghịch thiên, nhưng loại này cấp bậc cao đẳng huyết ma cũng không phải hắn có thể ứng đối bởi vậy lúc này liền đến phiên diệp thanh lam xuất thủ nữ nhân này thực lực quá kinh khủng thường thường chỉ là năm ngón tay trong hư không vũ động từng đạo từng đạo tử điện từ nàng đầu ngón tay bộc phát ra kinh lôi nở rộ quan hoa ngút trời bao phủ mà đi những cái kia thực lực cường hoành huyết ma thậm chí còn không có kịp phản ứng liền đã bị trấn sát thành bột mịn cẩn thận ta cảm thấy phía trước có rất nhiều cao thủ. Diệp Thanh Lam bước chân đột nhiên liền ngừng lại. Làm Diệp Dương cơ hồ lần nữa một đầu đụng vào đi theo Diệp Thanh Lam, Diệp Dương lên một đỉnh núi nhỏ phía trên. Lập tức, một màn rung động lòng người tình cảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt ngay tại hắn phía trước, cách đó không xa, giống như máu tươi nhuộm đen đại địa bên trên, từng cái cao đẳng huyết ma đứng ở đại địa phía trên, giống như quân đội xếp hàng đồng dạng, chỉnh tề. Khắc nghiệt, kinh khủng khí tức xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp Diệp Dương tâm linh, đồng thời, một cổ cho người buồn nôn mùi máu tươi càng là xông vào mũi, cơ hồ đem Diệp Dương cho huân hôn mê bất tỉnh, xa xa nhìn sang, ngoại trừ những cái kia huyết ma bên ngoài, còn có cái khác một chút ma tộc. Thậm chí, tại ma tộc bên trong, Diệp Dương còn chứng kiến một chút ma đạo đệ tử, lúc trước cơ hồ bị Diệp Thanh Lam chém giết cái kia ma tộc đệ tử cũng ở đây. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy cái nam nữ, nguyên một đám ma khí mau mau cút, khí tức bức người, thực lực thập phần cường đại, đồng thời, Diệp Dương còn chứng kiến mấy cái tướng mạo khác nhau, giống người mà không phải người nam nữ trẻ tuổi, những cái kia chính là yêu đạo đệ tử, nguyên một đám yêu khí trùng thiên bộ dáng. Diệp Dương đánh giá mấy cái kia yêu khí trùng thiên yêu đạo đệ tử, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu đạo đệ tử. Yêu đạo đệ tử cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc. Yêu tộc chính là tu luyện có thành tựu yêu thú hung thú những người này đại bộ phận tình huống phía dưới đều sẽ biến ảo thành người bộ dáng nếu như chút yêu tộc tại biến đổi thành người bộ dáng sau đó nhưng vẫn là bảo lưu lấy bản thân đặc thù thậm chí có chút yêu tộc căn bản cũng không thèm biến ảo thành nhân tộc bộ dáng vẫn như cũ hay là lấy bản thân nguyên hình ở tiên đạo thế giới hành tẩu ngoại trừ yêu ma hai đạo tu sĩ cùng huyết ma bên ngoài diệp dương còn chứng kiến cái khác một chút ma tộc ma tộc, chỉ là một cái tên gọi chung. Ma tộc bên trong, có chia nhỏ làm rất nhiều chủng tộc. Tỷ như, huyết ma tộc chỉ là ma tộc trong đó một cái chủng tộc mà thôi, ngoại trừ huyết ma bên ngoài, còn có thiên ma tộc, tu la tộc, dạ xoa tộc, minh tộc các loại, đó là tu la tộc sao? Diệp Dương nhìn về phía huyết ma bên trong một người dáng dấp dị thường yêu dị tuấn Mỹ nam tử. Đồng dạng ma tộc, phần lớn đều sinh vô cùng xấu xí, mười phần khó coi. Nếu như chút ma tộc lại là dài so nhân tộc còn muốn đẹp mắt, tỷ như tu la tộc, tu la tộc chính là ma tộc bên trong cao đẳng chủng tộc, nhưng phàm là tu la tộc, cùng đều là nam tuấn Mỹ, nữ yêu diễm. Hơn nữa, tu la tộc thiên sinh đều là cường giả, so huyết ma không biết cường đại, cao quý gấp bao nhiêu lần, giống như là dịp dương hiện tại nhìn thấy cái này tu la tộc, cơ hội chính là là ở trận tất cả mọi người bên trong, thực lực mạnh nhất người kia, những người này, đều là thai tức cảnh giới cường giả liếc mắt nhìn tới, thay tức cảnh cường giả đều không biết có bao nhiêu. Cái kia giống như quân đội đồng dạng huyết ma càng là không có một cái thực lực thấp, Diệp Dương ý nghĩ đầu tiên chính là che giấu, yêu ma hai đạo quả nhiên đã cùng ma tộc liên hợp lại. Bọn họ đây là muốn đi chinh chiến tiên đạo thế giới sao? Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, vô cùng lạnh lùng. Một cái này ma tộc quân đội ít nói cũng có mấy ngàn hơn vạn người. Nếu là bọn họ toàn bộ ra ngoài mà nói Tinh sa quốc căn bản không thể ngăn cản, sợ là không cần một ngày thời gian liền sẽ luân hãm, mà yêu ma hai đạo cùng ma tộc liền sẽ lấy tinh sa quốc làm điểm xuất phát, sau đó cấp tốc chinh phạt tiên đạo thế giới cái khác quốc gia, dễ như trở bàn tay liền nhất thống tiên đạo thế giới thế gian, tiếp theo, yêu ma hai đạo cùng ma tộc lợi dụng thế gian làm cơ sở, cùng tiên đạo đối kháng, cuối cùng liên thủ diệt đi tiên đạo thế giới, sợ, đây chính là yêu ma hai đạo cùng ma tộc kế hoạch a, vừa nói diệp thanh lam trên người cũng đã tử điện lấp lóe tản ra kinh khủng khí tức những người này tất nhiên biết rõ kế hoạch ta đi cầm xuống cái kia tu la tộc trong lúc nói chuyện diệp thanh lam cũng đã đằng không mà lên hóa thành một đạo tử sắc điện quan phá toái hư không cấp tốc kích xạ đi qua ta đại tiểu thư ngươi thần thông quảng đại chiến lực vô biên ngươi không sợ bọn họ nhưng là đừng kéo ta xuống nước a ta cảnh giới thấp kém bị bọn họ đại quân đánh lén tới ta liền chết ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước, vụ. Nhưng ngay lúc này, những cái kia yêu ma hai đạo cùng ma tộc đám người cũng đã phát hiện Diệp Thanh Lam cùng Diệp Dương, cách không nhìn tới, Diệp Dương da đầu nhìn không được hơi tê tê, cái gì gọi là tự tìm cái chết? Đây chính là tự tìm cái chết a? À. Diệp Dương sắc mặt rất đắng. Bất quá, sự tình đã tới này, coi như hắn lập tức chạy trốn sợ là cũng không có cơ hội. Thế là, hắn liền nhường bản thân bình tĩnh lại, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, hắn liền đã bình tĩnh lại, thất kinh, phẫn nộ mặt trái cảm xúc chỉ sẽ ảnh hưởng đến Diệp Dương thực lực phát huy, đối sự tình chính xác phán đoán. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể biến nguy thành an. Diệp Thanh Lam, ngươi dám xuất hiện ở ma tộc thế giới, thật đúng là không biết sống chết. Trước đó cơ hồ bị Diệp Thanh Lam chém giết cái kia ma môn đệ tử nghe răng cười một tiếng, đằng không mà lên, cách không nhìn xem Diệp Thanh Lam, đằng đằng sát khí, không chỉ là như thế, cái khác yêu ma hai đạo tu sĩ cũng đều nhau nhau đằng không mà lên, ma khí, yêu khí trùng thiên, chấn động thiên địa, chấn khiếp người tâm linh, cho người rung động, Diệp Thanh Lam lạnh trên một tiếng, nằm ngón tay vũ động, tử sắc lôi điện từ đầu ngón tay bắn tóe mà ra, bóng loáng sáng chói, thiên uy kinh thiên, phá. Toái hư không, phách trảm mà đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Khẩn cấp quan đầu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dết, lúc trước cơ hội bị Diệp Thanh Lam đánh dết ma môn đệ tử cái thứ nhất xuất thủ, hét lớn một tiếng, cùng cùng ma khí hóa thành một cái to lớn nắm đấm, đánh bể hư không, đánh bể không khí, giữa trời hướng về phía Diệp Thanh Lam liền một quyền oanh kích mà xuống, muốn một quyền đem Diệp Thanh Lam cho đánh dết chết, Diệp Thanh Lam dùng hờ hững ánh mắt nhìn thoáng qua, lập tức một cái tử sắc lôi điện hình thành đại kiếm liền trùng thiên mà lên, chém trách hư không, hóa thành một đạo kinh thiên. Kiếm mang, trực tiếp đứng ở tại oanh kích tới ma khí nắm đắm phía trên, oanh, một tiếng nổ vang sau đó, nhưng thấy cái kia ma khí ngưng tụ mà thành nắm đắm, trực tiếp liền bị Diệp Thanh làm cho một kiếm chém vỡ. Lập tức, tử điện đại kiếm trong hư không mãnh liệt khuấy động, tức khắc liền đem cái kia cuồn cuộn ma khí cho dạo sát một chút không dư thừa, tại cắn nát cuồn cuộn ma khí sau đó, tử điện đại kiếm liền trong hư không hơi hơi chấn động. Tiếp theo, tử điện đại kiếm mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, hướng về phía ma tộc đại quân liền mãnh liệt chém chém xuống dưới diệp thanh lam, ngươi thật lớn lá gan. Ma tộc cường giả cùng yêu ma hai đạo đệ tử đều là giận dữ, nguyên một đám cùng bạo xuất thủ, công sát hướng tử điện đại kiếm quanh. Quanh. Quanh, bọn họ oanh ra công kích, tại đụng chạm lấy tử điện đại kiếm sau đó, liền cấp tốc bị chém vỡ ra bất quá tử điện đại kiếm uy năng cũng tao ngộ tổn hại cuối cùng tử điện đại kiếm lại là chém vỡ đám người công kích mãnh liệt phách trạm ở tại ma tộc đại quân phía trên phốc 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 những cái kia cao cấp ma tộc cường giả thậm chí ngay cả phản ứng đều không có trực tiếp liền bị tử điện đại kiếm cho chém vỡ trở thành cặn bã vẽn vẹn một kiếm liền chí ít trên trăm ma tộc cường giả bị chém vết, cần biết những cái này ma tộc cường giả cũng không phải cấp thấp huyết ma thực lực kém cỏi nhất đều là thường định cảnh giới thậm chí nhiều hơn càng là thai tức cảnh cường giả nhưng mặc dù như thế đều như cũ gánh không được dịp thanh lam một kích chi uy có thể thấy được dịp thanh lam thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào vết nan nhìn thấy dịp thanh lam như thế đáng sợ hơn nữa ở bọn hắn trước mặt chém vết số lớn ma tộc cường giả yêu ma hai đạo các đệ tử giận tím mặt lúc này cả đám đều trùng thiên mà lên nên hướng dịp thanh lam những cái này cao thủ nên hướng diệp thanh lam mà còn lại những cái kia ma tộc đại quân thì là trực tiếp xông về diệp dương nhìn xem trùng sát tới ma tộc đại quân diệp dương không khỏi cảm giác được tê cả da đầu những cái này ma tộc cảnh giới đều ở phía xa hắn phía trên thực lực quá mạnh bất quá hiện tại chạy trốn cũng không kịp diệp dương chỉ có thể cắn răng cầm trong tay pháp kiếm liền trực tiếp xông tới cùng những cái này ma tộc đại quân liền bắt đầu đại chiến nguyên thủy bất diệt quyết bị hắn điên cuồng vận chuyển thể nội nguyên khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng lưu động, tràn ngập đầy hắn toàn thân, thậm chí trải rộng hắn bên ngoài thân, nhưng hắn nhục thân đều tản ra. Từng đạo từng đạo bảo quan. Bảo vệ nhục thân đồng thời, còn cuồng cuộn không dứt cho pháp khí cung cấp lấy cuồn cuồng không dứt lực lượng cùng lúc đó. Nguyên thủy tâm linh thuật cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn ra hắn tâm linh không gian, hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi, bao trùm chu vi mười dặm phạm vi tại tâm linh chi lực bao trùm phạm vi bên trong không chút nào giấu giếm, bất kỳ động tĩnh nào đều có thể bị diệp dương rõ ràng nhìn thấy đồng thời diệp dương chân đạp bách lý mê tung bộ không ngừng tránh né lấy ma tộc cường giả công kích tại tâm linh chi lực phụ trợ phía dưới diệp dương có thể nhìn thấy bản thân chung quanh chu vi mười dặm bất kỳ một cái nào ma tộc công kích thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ công kích quỷ tích cũng chính là bởi vì như thế diệp dương mới có thể thể hiện biết rõ hẳn là hướng cái hướng kia tránh né đồng thời lại hẳn là đối cái nào ma tộc tiến hành công kích giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nguyên khí điên cuồng quán chú tiến vào tới trong tay pháp kiếm tức khắc pháp kiếm liền bạo phát ra một đoàn chói mắt bảo quang đến uy năng tăng vọt bước ra một bước diệp dương tránh đi trong đó một cái ma tộc cường giả công kích trong tay pháp kiếm lấy một cái xảo trá quỷ dị góc độ trực tiếp đâm ở tại trong đó một cái ma tộc cường giả đầu phía trên pháp kiếm giữa trời chấn động cái kia ma tộc cường giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cả đầu liền đã nổ nát ra bước ra một bước diệp dương thân hình cũng đã tại chỗ biến mất lần thứ hai xuất hiện thời điểm một cái hoành tảo thiên quân lần thứ hai đem hai đầu cao đẳng huyết ma cho chém chết bất quá lúc này số lớn huyết ma đã đem diệp dương vững vàng bao vây lại số lớn huyết ma tràn ngập đầy mảnh này đại địa nhưng Diệp Dương liền nơi sống yên ổn đều không có, Diệp Dương Bách Lý Mê Tung Bộ đặc biệt thích hợp quần chiến. Nhưng nếu như ngay cả nơi sống yên ổn đều không có, coi như Diệp Dương bộ pháp như thế nào tinh diệu, đều không cách nào tránh né. Bởi vì, hắn đường đi đều bị ma tộc chận lại, giết. Diệp Dương hết sức chăm chú tiến nhập chém giết bên trong. Tức khắc, từng cái huyết ma không ngừng bị hắn chém giết, máu tươi vẩy ra, không có bao lâu thời gian, Diệp Dương cả người liền bị máu tươi cho lâm thấu, giống như một huyết nhân một dạng, một người đối mặt thiên quân vạn mã. Hơn nữa đối mặt thế nhưng là hung tàn vô cùng, thực lực cường hoành, cảnh giới còn cao hơn hắn cao đẳng huyết ma. Bậc này thực lực, thật sự kinh người. Nơi xa, những cái kia ma tộc. Yêu ma hai đạo thanh niên cao thủ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút giật mình, nguyên thủy tâm linh thuật, điên cuồng vận chuyển, không ngừng chế tạo nguyên một đám huyễn cảnh thậm chí trực tiếp thôi miên. Những cái này phàm là tới gần dịp dương ma tộc cường giả cơ hộ đều nhận lấy ảnh hưởng. Mà một khi nhận lấy ảnh hưởng, dịp dương thì là bắt được bọn họ liền thân hình đình trệ một cái này trong nháy mắt, trực tiếp đem bọn họ chém vết thần thông, bộ pháp, pháp kiếm xứng chấp tay trước ngực phân tinh diệu, một chiêu lại một chiêu, liên miên bất tuyệt giảo sát mà ra, diệt sát tất cả, vả lại, dịp dương cũng đều phát hiện, mặc dù số lớn ma tộc cường giả chính vây quanh tới nhưng có thể công kích đến mình cũng cứ như vậy mười mấy cái mà có thể cận thân công kích hắn cũng liền mười mấy mà thôi dù sao những người này đã đem diệp dương chận lại diệp dương không cách nào phá vây mà ra mà càng nhiều ma tộc cường giả cũng không cách nào tiến đến về phần viễn trình công kích ở diệp dương nhận lấy công kích đồng thời bọn họ cũng sẽ ngộ thương cái khác ma tộc diệp dương thở dài một hơi dạng này mặc dù cũng nguy hiểm vô cùng, nhưng dù sao cũng so trực tiếp đối mặt mấy ngàn, thậm chí hơn vạn ma tộc cao thủ muốn tốt rất nhiều. Chí ít, Diệp Dương còn có thể có thở dốc thời gian, huyết chiến liên tục, không ngừng có cao đẳng huyết ma bị Diệp Dương chém giết, mà huyết ma thần thông cũng không ngừng oanh ở Diệp Dương trên người, hắn trên người mặc dù có pháp y bảo hộ, nhưng số lớn công kích xuống tới, vẹn vẹn lực lượng sóng xung kích cũng chấn hắn thể nội khí huyết sôi trào, nhục thân đau đớn hơn nữa, ma tộc cường giả vũ khí cũng không ngừng phách trảm tại hán pháp y phía trên. Mặc dù pháp y cường đại, nếu như chút ma tộc binh khí cũng không phải phổ thông binh khí, một đoạn thời gian sau đó, dịp dương trên người pháp y rõ ràng bắt đầu hư hại. Nếu là pháp y bị phá vỡ, dịp dương nhục thân liền sẽ mất đi phòng ngự mạnh nhất, đến lúc đó rất dễ dàng cũng sẽ bị ma tộc cho trọng thương, nếu như có thể có một cái linh khí y phục liền tốt, không chỉ có thể phòng ngự, lại có thể tháo xuống bộ phận lực trùng kích ta có thể càng thêm không có lo lắng tiến hành công sát. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Ân. Đang cùng ma tộc dục huyết phấn chiến Diệp Dương, đột nhiên phát hiện trong ngực thiên địa phục ma đồ có chút động tĩnh. Những cái kia tiến vào Diệp Dương thể nội ma tộc huyết dịch, đang chảy trải qua thiên địa phục ma đồ thời điểm, vậy mà thẩm thấu tiến vào thiên địa phục ma đồ hơn nữa, Diệp Dương càng là có một loại cảm giác. Lúc này thiên địa phục ma đồ tự hồ từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại đồng dạng, đang chủ động cắn nuốt ma tộc huyết dịch chẳng lẽ ma tộc huyết dịch có thể được thiên địa phục ma đồ hấp thu diệp dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này lúc này hắn liền tận lực nhường càng nhiều ma tộc huyết dịch chảy qua thiên địa phục ma đồ nhưng phạm là ma tộc huyết dịch đều bị thiên địa phục ma đồ cho cắn nuốt hết tâm linh chi lực cho ta tế luyện diệp dương tâm niệm khẽ động một bộ phận tâm linh chi lực liền trực tiếp bao phủ thiên địa phục ma đồ bắt đầu tế luyện lên thiên địa phục ma đồ. Cùng lúc đó, Diệp Dương tự thân tinh huyết cũng hỗn hợp ở cái kia chút ma tộc huyết dịch bên trong, bị thiên địa phục ma đồ cho thông phệ, nhỏ máu nhận chủ, là một loại cấp thấp pháp khí nhận chủ phương thức. Mà tương đối cao cấp linh khí thì là cần tế luyện, xóa đi tiền nhiệm chủ nhân lưu tại bảo vật bên trên lạc ấn, đem bản thân lạc ấn cho khắc ấn đi lên, sau đó liền có thể trưởng khống cái kia bảo vật, Diệp Dương hiện tại liền dùng tâm linh chi lực đối thiên địa phục ma đồ cho tế luyện lấy, muốn chân chính trưởng khống thiên địa phục ma đồ, cút ngay. Nhìn thấy Diệp Dương không ngừng chém giết ma tộc cao thủ, mà Diệp Dương lại giống như là không chút tổn hao đồng dạng, một cái ma tộc cao thủ tiểu đầu lĩnh tức giận rồi. Một cước đem mấy cái ma tộc cao thủ cho đạp bay ra ngoài, mà hắn thì là trực tiếp vọt lên, giống như một lưu tinh trụy lạc, cấp tốc nhào về phía Diệp Dương. Trong tay Trảm Mã đao phá vỡ hư không, mang theo đáng sợ sát khí, mãnh liệt phách trảm mà xuống. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cổ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại, lúc này, hắn liền quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt pháp kiếm, đem nguyên khí quán chú đến pháp kiếm bên trong, đem pháp kiếm uy năng tăng lên đến cực hạn, ánh kiếm phừng phực, uy năng kinh thiên. Sau đó một kiếm giữa trời chém ra, chém vào trảm mã đao bên trên ken tại song phương vũ khí tiếp xúc trong nháy mắt kinh thiên động địa tiếng vang mãnh liệt vang lên ở thời khắc này diệp dương giống như là cảm giác được một tòa núi lớn mãnh liệt trấn áp mà đến đồng dạng cự lực cơ hộ đem hắn hai tay cho sinh sinh làm vỡ nát răng rắc theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang diệp dương trong tay pháp kiếm đúng là ngăn cản không nổi đáng sợ lực trùng kích đúng là sinh sinh đứt gãy ra pháp kiếm gãy mất diệp dương quá sợ hãi lúc này liền mượn lực hướng về sau nhanh chóng lùi lại mà cái kia ma tộc tiểu đầu lĩnh thì là hét lớn một tiếng trong tay trảm mã đao phá vỡ thương khung khóa được diệp dương chấn động thiên địa tấn mảnh phách trảm mà xuống muốn đem diệp dương nhất đao lưỡng đoạn ngay lập tức chết dưới đao liền pháp kiếm đều bị chặt đứt nếu là một đao kia bổ vào trên người pháp y sợ là pháp y cũng ngăn cản không nổi một đao kia công kích nếu là pháp y đều bị chém vỡ như vậy diệp dương hiện tại nhục thân liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại đối phương trảm mã đao phía dưới liền pháp y đều ngăn cản không nổi huống chi là hắn nhục thân diệp dương nhục thân sẽ bị đối phương cho chém vỡ nguyên thủy tâm linh thuật nguy hiểm vô cùng nguy hiểm bất quá càng là nguy hiểm diệp dương liền trong lòng thì càng tỉnh táo trong nháy mắt trong đầu hắn liền lướt qua mọi loại ý nghĩ trước tiên hắn toàn lực thôi động tâm linh chi lực điên cuồng dạo sát hướng cái kia ma tộc tiểu đầu lĩnh. Lần này không chỉ là ảnh hưởng đối phương tâm linh đơn giản như vậy, mà là muốn đem đối phương tâm linh cho đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Dương hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài, tại nhanh lùi lại đồng thời, hắn đại thủ càng là luồn vào trong ngực, đem thiên địa phục ma đồ cho giật đi ra, đến lúc này, Diệp Dương cũng không sợ thiên địa phục ma đồ bị bại lộ đi ra. Trước giữ được tính mạng lại nói, về phần Diệp Thanh Lam bên kia, về sau tính lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Nhận chủ thiên địa phục ma đồ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vụ thiên địa phục ma đồ bị dịp dương chọc vào trong tay, trực tiếp đón nhận cùng bạo chém chém xuống đến trạm mã đao phía trên. Tức khắc, trạm mã đao liền trực tiếp phách trảm tại thiên địa phục ma đồ phía trên, nhưng thấy quan mang lóe lên, cái kia cầm trong tay trạm mã đao ma tộc tiểu đầu lĩnh đột nhiên cảm giác đắc thủ bên trong buông lỏng, sau một khắc, hắn liền phát hiện, bị chọc vào trong tay trảm mã đao cũng đã lăn không biến mất không thấy, đã bị thiên địa phục ma đồ cho thu vào. Lúc này, hắn liền quá sợ hãi, tâm linh chi lực, cho ta diệt sát. Tại ma tộc tiểu đầu lĩnh thất thần trong nháy mắt, Diệp Dương mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Đem toàn bộ tâm linh chi lực, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trực tiếp đánh vào thất thần ma tộc tiểu đầu lĩnh tâm linh bên trong, phốc. Ma tộc tiểu đầu lĩnh tâm linh lập tức liền bị đánh bể tâm linh bị oanh nát, ma tộc tiểu đầu lĩnh mặc dù còn không có chết, nhưng đã cùng phế vật không sai biệt lắm, không cách nào tiếp tục vận dụng tu vi, thậm chí ngay cả tư duy đều không có. Hắn cả người liền ngay ngốc đứng tại chỗ, giống như là bị đóng băng một dạng, phốc. Diệp dương một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài, mặc dù, trả mã đau bị thiên địa phục ma độ cho thu vào đi. Nhưng trảm mã đao bổ vào thiên địa phục ma đồ bên trên kinh khủng lực trùng kích lại là cũng không có bị tháo xuống, trực tiếp đánh vào đằng sau diệp dương trên người lúc này diệp dương cả người giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài ở giữa không trung hắn liền là một ngụm lớn máu tươi phun ra ra ngoài không chỉ là như thế diệp dương càng là phát hiện hắn thể nội một chút kinh mạch đều bị chấn bể trong nháy mắt bị đã thương nặng toàn bộ chết đi cho ta diệp dương tức giận tâm linh chi lực như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương điên cuồng dạo sát hướng những cái kia vây công mà đến ma tộc cao thủ. Tức khắc, nguyên một đám ma tộc tâm linh đều bị Diệp Dương sinh sinh đánh bể. Mà lúc này, Diệp Dương không có phát hiện là, hắn tâm linh chi lực so trước đó càng thêm cường đại, cũng càng thêm ngưng tụ, rốt cục, tại nguy cơ sinh tử bên trong, Diệp Dương tâm linh chi lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại đến một bậc thang, đạt đến đại định cảnh giới, quy năng tăng vọt tại chém giết số lớn ma tộc cường giả tâm linh sau đó, dịp dương tâm linh chi lực liền giống như thủy triều, cùng cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Ân. Vậy mà có thể bao trùm chu vi 20 dặm phạm vi. Dịp dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn tâm linh chi lực vậy mà đột phá, lúc này, phương xa, dịp thanh lam cùng yêu ma hai đạo đệ tử chiến đấu cũng đã đến gây cấn cấp độ. Từng đạo từng đạo tử điện không ngừng bị dịp thanh lam đánh đi ra, sấm sét vang dội thiên uy chấn động cuồn cuộn dạo sát hướng tứ phía bát phương lấy diệp thanh lam làm trung tâm chu vi hơn trăm dặm phạm vi bên trong khắp nơi đều tràn ngập đầy tự sắc lôi điện quả nhiên là lôi điện ngang dọc lôi âm bạo phát che mất đông đảo yêu ma hai đạo cùng ma tộc cường giả trẻ tuổi điên cuồng dạo sát tới mặc dù yêu ma hai đạo cùng ma tộc bên này cao thủ đông đảo nhưng đám người liên thủ phía dưới vẫn còn không phải diệp thanh lam đối thủ bị công kích tả hữu thiếu hụt liên tiếp lui về phía sau ra ngoài, Diệp Thanh Lam nữ nhân này quá hung mảnh, thực lực quá mạnh, Diệp Dương bên này cũng có chút ảm đạm. Không có pháp kiếm, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm tiến hành công kích, pháp kiếm đối với hắn trợ giúp là cực lớn. Không có pháp kiếm, Diệp Dương chiến lực chí ít giảm xuống một hai thành, đây chính là bảo vật uy lực, có thể tăng cường một người chiến lực hơn nữa, tại hóa giải nguy cơ sinh tử sau đó. Diệp Dương lần thứ hai đem thiên địa phục ma đồ cho thu vào trong ngực, có thể không bị Diệp Thanh Lam phát hiện liền tốt. Diệp Thanh Lam so những cái này ma tộc còn muốn đáng sợ nhiều. Cướp được một cái trảm mã đao, Diệp Dương lần thứ hai điên cuồng chém giết. Đồng thời, bởi vì tâm linh chi lực đột phá, nhưng Diệp Dương chiến lực tăng lên rất nhiều, tâm linh chi lực bao phủ phía dưới, Diệp Dương lại càng dễ tránh né. Hơn nữa, hắn còn không ngừng vận dụng tâm linh chi lực đi công kích những cái này ma tộc tâm linh, ma tộc tâm linh cũng coi là cường đại, nhưng tự hồ cũng không quá chú trọng tâm linh tu luyện đồng dạng, phòng ngự mười phần nhỏ yếu. Căn bản là gánh không được dịp dương công kích, nguyên một đám tâm linh không ngừng bị đánh tan, đánh tan ma tộc tâm linh sau đó, dịp dương liền xông đi lên, một đao một cái đem bọn họ cho triệt để chém giết. Số lớn ma tộc huyết dịch không ngừng bị thiên địa phục ma đồ thôn phệ, dịp dương có một loại cảm giác. Thiên địa phục ma đồ giống như là một cái ngũ say hung thú đồng dạng, chỉ cần nó hấp thu được đầy đủ ma tộc huyết dịch, liền sẽ tỉnh lại một dạng, rốt cục, không lâu sau đó, thiên địa phục ma đồ không còn hấp thu ma tộc huyết dịch, mà lúc này, Diệp Dương cũng đã chém giết hơn ngàn ma tộc cao thủ. Đương nhiên, những cái này ma tộc cao thủ không có một cái là đi đến thai tức cảnh. Nếu không, Diệp Dương một cái đều ngăn cản không nổi, nguyên bản, là có thai tức cảnh ma tộc muốn đến đây đánh giết Diệp Dương. Nhưng về sau, Diệp Thanh làm quá cường đại, số lớn thai tức cảnh ma tộc đều giết tới, thề phải chém giết Diệp Thanh Lam, bởi vậy, công sát Diệp Dương bên này ma tộc cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đơn thể thực lực cũng không phải rất mạnh. Nếu không, Diệp Dương căn bản không cách nào ngăn cản mà còn lại ma tộc cao thủ mặc dù nhiều, nhưng công kích đến Diệp Dương cũng liền chỉ có như vậy 10-20 mà thôi. Đối Diệp Dương uy hiếp cũng không phải rất lớn, vả lại, tâm linh chi lực tấn cấp sau đó, lực sát thương 10 phần kinh khủng. Có đôi khi, Diệp Dương cũng không có đem những cái kia cận thân ma tộc cao thủ tâm linh cho đánh tan, mà là nhường bọn họ rơi vào huyễn cảnh bên trong. Một khi lâm vào huyễn cảnh bên trong, bọn họ liền sẽ đình trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích như thế, liền cản trở đằng sau muốn xông lên đến đánh giết Diệp Dương ma tộc cao thủ. Trình độ nhất định, những cái này bị ảnh hưởng tâm linh ma tộc trở thành Diệp Dương tắm mộc vả lại, Diệp Dương còn phát hiện, hắn tâm linh chi lực ngoại trừ có thể ảnh hưởng những người này tâm linh bên ngoài, lại có thể khống chế bọn họ tâm linh. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn khống chế, nhưng đã khống chế bọn họ tâm linh sau đó, bọn họ liền sẽ hoàn toàn nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh, đọc truyền tại, nẹt Diệp Dương liền lợi dụng những cái này bị khống chế tâm linh ma tộc, đi công kích cái khác ma tộc. Dạng này, một bộ phận ma tộc liền lẫn nhau chém giết, chế tạo hỗn loạn, trở thành Diệp Dương giúp đỡ, giảm bớt Diệp Dương áp lực bất quá, Diệp Dương cũng là phát hiện, theo lấy số lớn sử dụng tâm linh chi lực, hắn tâm linh chi lực rõ ràng không đủ dùng. Đặc biệt là ở khống chế ma tộc tâm linh thời điểm, tâm linh chi lực tiêu hao càng kinh khủng, tâm linh chi lực hư vô phiêu miểu, không hề giống là nguyên khí đồng dạng, có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đang dược hoặc là ma tinh đến khôi phục, cần tu luyện chậm rãi khôi phục. Bởi vậy, một khi tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục tâm linh chi lực, mà một khi tâm linh chi lực tiêu hao sạch sẽ, Diệp Dương liền không cách nào vận dụng tâm linh thậm chí bất luận cái gì thần thông tiến hành công kích, hậu quả khó mà lường được, may mắn. Lúc này, thiên địa phục ma đồ rốt cục không còn hấp thu ma tộc huyết dịch, tự hồ muốn tỉnh lại, vù. Diệp Dương tâm linh chi lực vẫn không có dừng lại đối thiên địa phục ma đồ tế luyện. Ngay tại thiên địa phục ma đồ không còn hấp thu ma tộc huyết dịch thời điểm, hắn tâm linh chi lực lúc này liền xuyên việc đến một cái lạ lẫm trong không gian, cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Dương cùng trong ngực Thiên Địa Phục Ma Đồ sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Lúc này Thiên Địa Phục Ma Đồ giống như là hắn thân thể một bộ phận đồng dạng, liên hệ chặt chẽ loại này cảm giác, trước đó Diệp Dương lại cho pháp kiếm nhận chủ thời điểm cũng từng cảm giác được. Hắn rốt cục đem Thiên Địa Phục Ma Đồ cho tế luyện, từ đó về sau, Thiên Địa Phục Ma Đồ chính là hắn bảo vật. Trừ phi có người cưỡng ép đem hắn lạc ấn từ Thiên Địa Phục Ma Đồ bên trong xóa đi, nếu không mặc dù kẻ khác chiếm được thiên địa phục ma đồ cũng là không cách nào sử dụng, chỉ có Diệp Dương mình có thể sử dụng, đây là một cái ma khí cuồn cuồng, tràn ngập đầy ma khí to lớn không gian, không gian cũng không phải rất lớn, ước chừng khoảng 10 dặm lớn nhỏ. Mà lúc trước bị thiên địa phục ma đồ thu vào bên trong linh kiếm, cùng trảm mã đao đều rơi xuống tại không gian trên mặt đất, không người hỏi thăm, cũng chính là lúc này, một cổ tin tức từ thiên địa phục ma đồ bên trong cấp tốc tràn vào diệp dương trong trí nhớ diệp dương tâm niệm khẽ động thiên địa phục ma đồ cũng đã hóa thành một kiện bảo y đeo vào hắn trên người đây chỉ là thiên địa phục ma đồ trong đó một cái năng lực mà thôi thiên địa phục ma đồ còn có càng nhiều năng lực nhưng lúc này diệp dương không có càng nhiều thời gian đến nghiên cứu thiên địa phục ma đồ chỉ là nhường thiên địa phục ma đồ xem như là một kiện bảo y tăng cường bản thân phòng ngự năng lực quanh ngay tại thiên địa phục ma đồ hóa thành một đạo một kiện bảo y chụp vào dịp dương trên người đồng thời một cổ tinh thuần vô cùng nguyên khí cũng từ thiên địa phục ma đồ bên trong phản hồi đi ra trực tiếp đánh vào dịp dương thể nội dịp dương cảnh giới nguyên bản liền đã đạt tới tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong hơn nữa tại vừa mới đại chiến bên trong hắn sớm liền đã củng cố hiện hữu cảnh giới cùng tu vi bởi vậy làm lấy được số lớn tinh thuần nguyên khí tràn vào thể nội đồng thời diệp dương không chút do dự liền dẫn dắt đến những cái này tinh thuần nguyên khí bắt đầu trùng kích cảnh giới oanh giống như nước chảy thành sông đồng dạng diệp dương căn bản không cần làm sao trùng kích cảnh giới liền đã đột phá từ tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong tăng lên đến nhập định ngũ trọng thiên hiện tại loại này tình huống phía dưới đương nhiên là cảnh giới càng cao tu vi càng cao càng tốt thực lực càng mạnh Thắng sống sót tỷ lệ lại càng lớn, lại có đột phá, tiểu tử này, thật là khiến người ta kinh hỉ đâu. Trong lúc kịch chiến Diệp Thanh Lam một mực âm thầm chú ý đến Diệp Dương, phát hiện Diệp Dương thành thạo, càng là lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt, tương đối kinh ngạc, thực lực lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần, lại tăng thêm thiên địa phục ma đồ duyên cớ, lực phòng ngự cũng tăng vọt rất nhiều lần. Lúc này Diệp Dương, chiến lực biến càng thêm cường đại, lực sát thương càng mạnh, tu vi, lại phối hợp thêm tâm linh công kích diệp dương giống như là một cái sát thần đồng dạng dũng mãnh vô địch mặc dù những cái kia đại định thậm chí là thượng định cảnh giới ma tộc cao thủ cũng là không làm gì được tương phản một khi bị diệp dương tâm linh công kích cho công kích chờ đợi những cái này huyết ma liền là tử vong tiểu tử ngươi ngược lại là vết hưng phấn đâu một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền tới sau một khắc diệp dương liền nhìn không thấy một cái dài yêu dị vô cùng cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tu la tộc, diệp dương kinh hải, nói chung, tu la tộc nam tử phát ra khí tức quá kinh khủng. Vẹn vẹn liền đứng ở nơi đó, phát ra khí tức đều chấn nhiếp diệp dương tâm linh vì đó run rẩy tâm linh chi lực đều nhận lấy to lớn áp chế, thai tức cảnh cường giả. Đám người này bên trong, thực lực mạnh nhất ma tộc Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu hỏng bét. Lại bị hắn theo dõi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Nguy cơ Nguy cơ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tu La xuất hiện sau đó, nguyên bản vây dết Diệp Dương những cái kia cao đẳng ma tộc giống như Thủy Triều lui bước ra, không còn công kích Diệp Dương, cũng đúng, có Tu La tại, bọn họ căn bản không cần xuất thủ, Diệp Dương căn bản không cách nào đào thoát, Tu La không có lập tức xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương âm thầm cảnh giác, trong lòng càng ngày càng tỉnh táo, cái này tu la, chính là ma tộc thậm chí yêu ma hai đạo đệ tử bên trong cường đại nhất một cái kia. Vừa mới, Diệp Dương cũng có nhìn thấy hắn cùng với Diệp Thanh làm chiến đấu, hắn chiến lực thập phần cường đại, so với những cái kia ma môn đệ tử muốn cường hoành nhiều lắm. Hơn nữa, cái này tu la tốc độ càng là kinh khủng. Diệp Dương tốc độ mặc dù cũng không tệ, nhưng nếu là tu la công kích mà nói, hắn sợ là liền phản ứng thời gian cũng không kịp làm ra, liền đã bị đánh chết, ngươi không phải ta đối thủ, quỳ xuống đầu hàng đi. Tu La nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên lạnh lùng nói ra. Diệp Dương cường đại hắn nhìn ở trong mắt, một người đối mặt từng cái thực lực sau so bản thân mạnh thiên quân vạn mã, còn vết lông trời lỡ đất, như thế thiên tư, chiến lực nhường hắn giật mình, bởi vậy hắn nghĩ lôi kéo Diệp Dương, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu như là ở trước đó, hắn vì bảo mệnh, có lẽ thực sẽ quỳ xuống. Nhưng hiện tại, theo lấy thực lực càng mạnh, tâm linh càng cường đại, hắn là tuyệt đối sẽ không quỳ xuống, cùng lắm thì chết mà thôi. Hắn hiện tại có thực lực có thể chống lại một hai. Nếu như ngay cả phản kháng đều không có liền quỳ xuống đầu hàng, vậy coi như cái gì? Dạng này, cho dù tu la không giết hắn, đối với hắn về sau tu luyện cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, liền bằng ngươi. Ta quỳ thiên địa quỳ phụ mẫu, ngươi còn không có tư cách kia diệp dương nhìn xem tu la cười lạnh liên tục có đúng không tu la quỷ dị cười một tiếng ngươi là đang kéo dài thời gian muốn diệp thanh lam tới cứu ngươi tu la lập tức liền khám phá diệp dương ý nghĩ lạnh giọng nói ra diệp dương nhún nhún vai nhìn về phía một bên diệp thanh lam lúc này diệp thanh lam thực lực bạo rạp bên người thiên địa hư không đều là tử sắc lôi điện mười phần dọa người mà không có tu la áp chế, những cái kia yêu ma đệ tử càng là không chịu nổi, bị Diệp Thanh Lam bước từng bước rút lui. Thậm chí, nguy cơ trùng trùng, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi, Diệp Dương nhún nhún vai. Chỉ cần Diệp Thanh Lam giết bọn họ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, nghe nói ngươi là Diệp gia người. Là Diệp Thanh Lam mang ngươi lên phi tiên môn. Tu la nhìn chầm chầm Diệp Dương, đột nhiên nói ra diệp dương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nhìn xem tu la gia hỏa là có ý gì hắn là như thế nào biết rõ mình cùng diệp thanh lam đều là từ diệp gia đi ra diệp dương kỳ quái cũng không khó lý giải dù sao hắn không phải cái gì đại nhân vật hắn tình báo hẳn là không người cảm thấy hứng thú mới đúng đúng rồi gia hỏa là muốn cầm xuống ta đi uy hiếp diệp thanh lam thật tình không biết bọn họ cho dù bắt lại ta cũng căn bản uy hiếp không được diệp thanh lam Đừng nói là ta, cho dù đổi lại là Diệp Quang, sợ là đều không uy hiếp được Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam tâm ngoan thủ lạc, tâm tính cứng cỏi, cũng không phải một cái dễ dàng bị người uy hiếp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong lòng mọi loại suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nếu như bị bọn họ biết rõ bản thân chỉ bất quá là Diệp gia một cái nô tài, không biết bọn họ là cái gì sắc mặt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi có chút chờ mong, bất quá nếu như đối phương thật muốn cầm bản thân mà nói, ngược lại là một cái cơ hội. Nếu không, nếu là đối phương trực tiếp xuất thủ, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ, bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa, người nếu là không còn xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương nhìn xem Diệp Thanh Lam bên kia, nhàn nhạt nói ra. Cái kia ma môn đệ tử bị Diệp Thanh Lam bức lúng cuốn tay chân, mặc dù có những người khác giúp đỡ, cũng hoàn toàn không phải dịp thanh lam đối thủ tu la nhìn bên kia liếc mắt lập tức khẽ châu mày sau một khắc hắn bước ra một bước đại thủ mãnh liệt nhô ra chấn động thương khung giống như quần tinh rơi xuống giữa trời đã bắt hướng về phía dịp dương một cổ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ dịp dương toàn bộ trong lòng tâm linh cũng vì đó run rẩy tâm niệm khẽ động hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại chỉ là tu la đại thủ lại là đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không hướng về phía đầu hắn liền hung hăng trảo xuống, nếu là bị đối phương một móng vuốt bắt lấy, Diệp Dương đầu sợ là đều sẽ bị đánh nổ, không kịp làm ra phản ứng gì, Diệp Dương trong tay đã xuất hiện một kiện từ ma tộc trong tay thu lấy đến linh khí trảm mã đao, quán chú nguyên khí, bộc phát trảm mã đao uy năng, giữa trời liền chém đi lên, ken, to lớn sắc thép va chạm tiếng vang lên. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được mình tự như là bị một tòa núi lớn cho hung hăng đập xuống tới một dạng một cổ cự lực mãnh liệt trấn áp mà xuống trên tay hắn hổ khẩu trực tiếp bị băng rách ra cự lực càng là dọc theo bàn tay hướng về hắn nhục thân trấn áp mà đến phốc 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 diệp dương cánh tay huyết nhục bị đánh nổ mà tu la đại thủ lại chỉ là tại không trung có chút dừng lại sau một khắc liền lần thứ hai trảo xuống bất quá lúc này diệp dương cũng rốt cục làm ra phản ứng thân hình nhoáng một cái hắn liền nhanh chóng lùi lại Đồng thời, ở cái này quá trình bên trong, đầu hắn hơi hơi nghiêng, trực tiếp tránh khỏi tu la một trảo này, hồ tu la móng vuốt từ đầu hắn bên cạnh vuốt qua, đáng sợ kình phong cơ hồ đem hắn lỗ tai cho sinh sinh cắn nát. Mà đầu hắn mặc dù tránh khỏi tu la móng vuốt công kích, nhưng hắn bả vai lại rốt cuộc không cách nào tránh khỏi, ầm, tu la một móng vuốt liền chọc vào dịp dương bả vai phía trên. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo ma quang từ dịp dương trên bờ vai bạo phát ra. Đồng thời, một cổ đáng sợ ma khí mãnh liệt bộc phát, trực tiếp đánh vào tu la móng vuốt phía trên, sinh sinh đem tu la móng vuốt đánh bay ra, nhưng, Diệp Dương cũng nhận lấy to lớn trùng kích, cả người giống như là ruột bông trách đồng dạng bị kích bay ra ngoài, trong hư không tự liên tiếp thổ huyết, một cái xoay người, Diệp Dương rớt xuống đất, thể nội khí huyết vẫn như cũ bốc lên không thôi, thật nhanh tốc độ. Thật mạnh thực lực, nếu không phải thiên địa phục ma đồ mà nói, bả vai ta sợ là đã sớm phế bỏ. Diệp Dương lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tu La, Tu La thực lực so cái kia đông quách lưu muốn cường đại nhiều lắm, vừa mới chỉ bất quá là tùy ý xuất thủ mà thôi, sợ là đều không có vận dụng một thành thực lực. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Diệp Dương mặc dù có thiên địa phục ma đồ, sợ là đều không có cái gì tác dụng, nếu như, ta có thể đi đến thường định cảnh giới, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại, căn bản liền không phải đối thủ. Diệp Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, ma khí. Trên người ngươi lại có ma khí. Tu La dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Vừa mới, hắn rõ ràng là gặp phải ma khí phản kích, hắn có thể cảm giác được Diệp Dương trên người ma khí cường hoành chỗ. Hắn suy đoán, Diệp Dương trên người món này ma khí sợ là cao cấp ma khí, nếu không quả quyết không cách nào chấn khai hắn công kích, cao cấp ma khí A, à. Tu La hai mắt tức khắc sáng lên, lần thứ hai đạp tiến một bước ngươi cùng ma đạo là quan hệ như thế nào? Tại sao sẽ có cao cấp ma khí? Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đột nhiên ha ha phá lên cười. Sự tình đến cái này cấp độ, ta cũng không thể che giấu. Kỳ thật, ta thực sự chính thân phận chính là thiên địa ma tông đệ tử. Ta phụng mệnh chui vào phi tiên môn, trộm lấy phi tiên môn phi tiên kinh. Ta trên người bảo vật, chính là thiên địa ma đế tự mình ban thưởng xuống tới cao cấp linh khí. Diệp Dương một mặt nghiêm chỉnh bắt đầu nói năng bậy bạ. Tu la lại là có chút chần chờ, Diệp Dương trên người có ma đạo cao cấp linh khí tuyệt đối không phải giả, nhưng Diệp Dương nói chuyện, là thật hay là giả? Diệp Dương tư chất cũng chỉ là phổ thông mà thôi, nếu như là ma môn điều động đến phi tiên môn nằm vùng, cái này cũng nói thông được. Nhưng nếu như nói hắn trên người bảo vật chính là thiên địa ma đế tự mình ban thưởng, vậy liền quá mức khoa trương, dù sao, thiên địa ma đế là ai? đây chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy người một trong thực lực mười phần kinh khủng địa vị cao thượng xa không phải diệp dương người như vậy có thể tiếp cận nói năng bậy bạ nói láo hết bài này đến bài khác tu la sắc mặt âm trầm xuống hắn mới sẽ không tin tưởng diệp dương hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ thế là hắn liền lần thứ hai xuất thủ một móng vuốt giữa trời đã bắt hướng về phía diệp dương chậm đã nhìn thấy tu la lần thứ hai xuất thủ diệp dương trong lòng lo lắng nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh ngươi còn có nói cái gì muốn nói tu la thần tình băng lãnh ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta là thiên địa ma tộc đệ tử nếu như ngươi giết ta cẩn thận thiên địa ma đế tìm ngươi tính sổ sách diệp dương cười lạnh thành tiếng tu la tức khắc có chút chần chờ nếu diệp dương quả nhiên là thiên địa ma tông đệ tử cùng thiên địa ma đế có quan hệ gì đâu hắn nếu là đem diệp dương cho đánh chết như vậy thiên địa ma đế tức giận phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng không giết ngươi, cầm xuống ngươi liền biết rõ thật giả. Tu la cười nhạo một tiếng, lần thứ hai công kích về phía Diệp Dương, xong, gia hỏa vậy mà không được nghe ta lắc lư. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận, địa ngục thiên bi lôi, nhìn xem Tu la nhanh chóng công kích tới, Diệp Dương khẽ cắn môi, quyết định cùng hắn liều mạng. Thế là, địa ngục thiên bi lôi, thần thông liền bị hắn thi dương đi ra, lóc bóp, tức khắc, Diệp Dương trên người, thậm chí xung quanh trong hư không đều tại trong nháy mắt tràn ngập đầy hắc sắc lôi điện. Lôi điện lấp lóe, chấn khiếp người tâm uy áp kinh khủng càng là cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương, ngay tại đầy trời hắc sắc lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, Tu La công kích cũng vừa vặn bắt tới. Lúc này, Tu La liền một móng vuốt bắt vào vô tận hắc sắc lôi điện bên trong bảo cho ta. Bảo. Bảo. Diệp Dương trong lòng giận rống lên tức khắc, đầy trời hát sắc lôi điện liền như là cùng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng dảo sát hướng về phía Tu La. Cùng lúc đó, những cái kia hát sắc lôi điện cũng ở dịp dương khống chế phía dưới, trực tiếp vỡ nát ra ở dịp thanh lam bên người nhiều ngày, gặp được dịp thanh lam đối tử điện vận dụng, dịp dương đối điện ngục thiên bi lôi, cái này thần thông lĩnh ngộ cũng càng ngày càng tăng, quy năng tăng vọt, lúc này, hắn cơ hồ đem địa ngục thiên bi lôi hiện giai đoạn có khả năng đi đến cực hạn lực lượng đều cho bộc phát ra quanh Oanh. Oanh, chu vi một dặm loại hình, đã bị hắc sắc lôi điện tràn ngập đầy. Hắc sắc lôi điện đem tuấn Mỹ vô cùng tu la bao phủ ở tại bên trong, không ngừng oanh kích lấy, dạo sát lấy, muốn đem tu la cho diệt sát đến chết, đồ ma kim châm. Diệp Dương khẽ cắn môi, đem từ từ linh vi trên người lấy được linh khí pháp bảo cũng cho thanh toán ra ngoài, dạo sát hướng tu la, huyết vân phệ linh, Diệp Dương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem từ phong vân công tử nơi đó lấy được huyết vân phệ linh cho đã đánh qua muốn nhất cử diệt sát đi tu la tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 47 mươi tu la nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio địa ngục thiên bi lôi chính là một bước chuyên môn chăm đối khắc chế ma tộc đại thần thông không những khắc chế ma tộc thậm chí còn có lấy tịnh hóa ma tộc năng lực nắm giữ thiên uy, đầy trời hắc sắc lôi điện tràn ngập đầy mỗi một cái nơi hẻo lánh, đem tu la cả người bao phủ lại. Tầng tầng lớp lớp hắc sắc lôi điện, giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng cùng kích tu la, tu la mặc dù bị vô tận hắc sắc lôi điện bao phủ lại. Nhưng lại là không có bất kỳ kinh hoảng nào, thể nội ma khí lưu chuyển, bên ngoài thân phía trên tức khắc bị tầng tầng cuồn cuộn ma khí cho bao phủ, tạo thành một cái ma khí hộ tráo, một mực bảo hộ lấy bản thân nhục thân, đồng thời, ma khí từ hắn hai tay ở giữa bộc phát ra, hắn một quyền lại đấm ra một quyền, muốn đem những cái kia oanh sát tới hắc sắc lôi điện cho sinh sinh đánh bật nát. Nhưng vào lúc này, vô tận hắc sắc lôi điện cũng đã đánh vào tu la bên ngoài thân ma khí hộ tráo phía trên tầm. âm âm ma khí hộ tráo bị xung kích mãnh liệt chấn động lên, tu la cười lạnh một tiếng, loại cường độ này công kích, căn bản là không cách nào phá vỡ hắn ma khí hộ tráo. chỉ là rất nhanh. Trên mặt hắn cười lạnh liền ngưng trệ, tại hát sắc lôi điện trùng kích đồng thời, hắn bên ngoài thân những cái kia ma khí vậy mà cấp tốc biến mất, tiêu hao nhanh chóng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, Tu La quá sợ hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa, càng nhiều ma khí từ thể nội bộc phát ra, cùng cùng không giúp bổ sung đến bên ngoài thân ma khí hộ tráo phía trên. Nhưng tiêu hao tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, tập trung nhìn vào, Tu La kinh hãi phát hiện, khi hắn ma khí cùng hát sắc lôi điện tiếp xúc đồng thời, mà khí liền đột nhiên tan rã, tự hồ bị tịnh hóa đồng dạng, cấp tốc biến mất không thấy, đây cũng là điện ngục thiên bi lôi tịnh hóa năng lực. Nếu như tiếp tục như thế, không có bao lâu thời gian, hắn thể nội ma khí cũng sẽ bị hắc sắc lôi điện cho tịnh hóa sạch sẽ. Không chỉ là như thế, Tu La còn phát hiện, tại hắc sắc lôi điện bên trong, hắn thể nội ma khí tốc độ vận chuyển tự hồ cũng nhận lấy cản trở, không còn lưu loát như vậy, thậm chí, Tu La càng là cảm giác được, hắn tu vi tự hồ cũng bị áp chế, phát huy ra thực lực kém xa đỉnh phong thời điểm, tình huống như thế nào? Đây là cái gì lôi điện? Vậy mà đối ta có như thế to lớn áp chế tác dụng? Tu la trong lòng kinh hãi, giống như sóng lớn vỗ bờ nhất định muốn xông ra hát sắc lôi điện vòng vây. Tu la vừa sợ vừa giận, lúc này liền triển khai thân hình, muốn xông ra vòng vây. Nhưng ngay lúc này, Hắn trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm, chỉ là, tại đầy trời hắc sắc lôi điện oanh kích phía dưới, hắn căn bản liền không biết cái kia nguy hiểm đến từ phương nào, hưu đột nhiên, Tu La khóe mắt liếc về một vòng kim quang, chính lấy thấy nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc hướng về phía bản thân bắn tới, Tu La trong lòng nhảy một cái, liền muốn tránh né. Chỉ là, lại là đã muộn, hắn phát hiện kim quang thời điểm, kim quang đã xuất hiện ở hắn bên ngoài thân. Lúc này hắn trong lòng mới xuất hiện muốn tránh né ý nghĩ, còn không kịp hành động, đạo kia kim quan liền đã đâm trách hắn ma khí hộ tráo, tránh khỏi hắn trên người linh khí y phục, trực tiếp đâm vào hắn cổ phía trên, tức khắc, tu la liền cảm thấy bản thân thể nội ma khí tức khắc định chỉ lưu chuyển, đồng thời hắn trên người còn xuất hiện bị lôi điện oanh kích đồng dạng tê liệt, trong lúc nhất thời, tu la lại giống như là bị phong ấn đồng dạng, dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tu la. Trong lòng tức giận không thôi, tại trong lòng gầm thét liên tục. Tiểu tử, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngay tại hắn gầm thét đồng thời, một đạo yêu diễm vô cùng huyết vân nhưng lại tại vô tận hắc sắc lôi điện bên trong bộc phát, đem hắn cả người bao phủ ở tại bên trong. Đồng thời, những cái này huyết hồng sắc huyết vân càng là dọc theo hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, cấp tốc chui vào hắn thể nội, hướng về hắn tâm linh liền hữu thực đi qua, bị địa ngục thiên bi lôi táp chế, tịnh hóa ma khí, lại bị đồ ma kim châm cho công kích, định trụ ngay tại chỗ, mà không cách nào vận dụng thể nội ma khí. Bởi vậy, huyết vân vệ linh, tiến quân thần tốc, trực tiếp vọt tới tu la tâm linh bên trong, bắt đầu ăn mòn hắn tâm linh, nguyên thủy tâm linh thuật. Diệp dương vọt vào vô tận hắc sắc lôi điện bên trong, thi triển ra tâm linh công kích, muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nhất cử đem tu la tâm linh chấn vỡ, diệp dương cũng là liều mạng. Lúc này, hắn có thể nói là cũng đã ác chủ bài ra hết nếu như vậy đều không cách nào đánh giết tu la mà nói như vậy hắn liền nguy hiểm có lẽ sẽ bị tu la cho phản giết chết tâm linh chi lực cuồng trào vô cùng mạnh mẽ đâm tới tàn phá bừa bãi tứ phương tu la cái kia nguyên bản là đứng trước sụp đổ tâm linh rốt cục tiếp nhận không được kinh khủng trùng kích bắt đầu mảng lớn mảng lớn sụp đổ tâm linh một khi sụp đổ hắn ý thức cũng sẽ tùy theo hạ thấp chống cự ý thức liền sẽ yếu bớt hơn nữa bởi vì lúc trước bị đồ ma kim châm công kích tu la cũng đã không cách nào vận dụng thể nội ma khí ở trong khoảng thời gian ngắn này điện ngục thiên bi lôi cũng đã tịnh hóa hắn bên ngoài thân ma khí lúc này vô tận hắc sắc lôi điện liền trực tiếp đánh vào tu la trên người trong nháy mắt liền đem hắn cho đã thương nặng lại phối hợp tâm linh công kích nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói tu la hẳn phải chết không nghi ngờ một bên khác diệp thanh lam từng bước ép sát tử điện bộc phát chiêu thức lăng lệ công sát hướng những cái kia yêu mà hai đạo đệ tử bức những người này liên tục rút lui bất quá những người này cũng đều biết rõ tình cảnh nguy hiểm bởi vậy đều liên hợp lên cộng đồng đối kháng dịp thanh lam ngay từ đầu thời điểm mặc dù bị dịp thanh lam cho vết liên tục rút lui nhưng là miễn cưỡng có thể kháng trụ dịp thanh lam công kích nhưng theo lấy chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng trắng nhiệt hóa Bọn họ tiêu hao lại càng ngày càng nghiêm trọng, cũng đã dần dần hiện ra chống đỡ hết nỗi trạng thái, mà trái lại Diệp Thanh Lam lại là càng chiến càng hăng. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam nguyên khí cũng không có khô kiệt dấu hiệu. Tựa hồ, nàng nguyên khí cùng cùng không dứt, vô cùng vô tận một dạng. Một người lực áp một nhóm ma tộc, yêu ma hai đạo cường giả trẻ tuổi, thực lực cực kỳ cường hoành ta. Nhưng vào lúc này một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền tới thanh âm vô cùng thê lương đang tại trong chiến đấu đám người bao quát diệp thanh làm không khỏi liền theo tiếng nhìn sang lại vừa vặn nhìn thấy một cái dài tuấn mỹ vô cùng đầu người cao cao bay lên không phải tu la là ai mà ở tu la phía trước diệp dương thì là tựa ở nghiêng cắm trên mặt đất trảm mã đao bên trên trực xuyễn thô khí hiển nhiên là một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng nghiêng cắm trên mặt đất trảm mã đao bên trên còn không ngừng nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch, hiển nhiên những cái này đều là tu la máu tươi, tu la lại bị giết thay tức cảnh giới, ở đây ngoại trừ Diệp Thanh Lam bên ngoài thực lực mạnh nhất tu la, lại bị một cái tiểu định cảnh giới tiên đạo đệ tử giết đi, đến cùng phát sinh cái gì a? À? Đám người cảm giác được bản thân đầu óc không đủ dùng, tu la cùng dịp Dương ở giữa chênh lệch, người sáng suốt đều nhìn ra được, ở tu la trước mặt, dịp Dương là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại bị chém giết ngược lại là tu la, chấn kinh. Rung động. Ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, đám người đều không biết là cái gì tâm tình. Tại trên lệch mấy cái đại cảnh giới tình huống dưới đánh chết thai tức cảnh tu la, quá biến thái, chẳng lẽ, Diệp Dương là một cái che giấu siêu cấp cường giả, yêu ma hai đạo người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Nếu không, Diệp Dương có thể nào có cái này thực lực, Diệp Thanh làm trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc trong lòng quả thực bị diệp dương cho kinh trụ dù cho là nàng muốn giết chết cái kia tu la cũng cần phí một phen tay chân nhưng diệp dương lại là hết lần này tới lần khác đem đánh chết diệp dương là thế nào giết tu la diệp dương là ẩn tàng cao thủ khẳng định không phải diệp dương thế nhưng là diệp thanh lam từ diệp gia bên trong mang đi ra nàng đối diệp dương có thể nói là hiểu rõ dết diệp thanh lam trong lòng nghi hoặc đối diệp dương hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt bất quá nàng động tác lại là không có ngừng ngừng lại, có lẽ là nhận lấy dịp dương giết chết tu la kích thích, nàng thực lực biến mạnh hơn, siêu cấp phát huy, phốc, một cái tại khiếp sợ bên trong yêu đạo đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền đã bị dịp thanh lam cho một kiếm chém giết, chết oan chết uổng. lúc này, còn lại đám người rốt cục kịp phản ứng, tức giận ở giữa, lần thứ hai phản kích, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là, nguyên bản bọn họ liền không phải dịp thanh lam đối thủ. Hiện tại bị Diệp Thanh Lam thừa cơ chém giết một người, thực lực trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều, phốc lại một cái ma môn đệ tử bị Diệp Thanh Lam cho trảm dưới kiếm, liên tục có người bị chém giết, hơn hạ nhân càng thêm không phải Diệp Thanh Lam đối thủ, lúc này liền bị dọa chạy tứ phía. Chỉ là, Diệp Thanh Lam công kích lại càng ngày càng sắc bén, những cái này yêu ma hai đạo cùng ma tộc thai tức cảnh cao thủ căn bản là không cách nào đào thoát nguyên một đám cuối cùng đều bị Diệp Thanh Lam cho chém giết, âm ầm, phiến thiên địa này đều bị Diệp Thanh Lam tự sắc lôi điện cho bao phủ lại. Tử sắc lôi điện tản ra kinh khủng thiên địa uy năng, phô thiên cái địa giảo sát mà xuống, phốc. Phốc. Phốc, thế là, còn không kịp đào tẩu những cái kia ma tộc cao thủ nhóm, nguyên một đám nhau nhau bị tử sắc lôi điện cho đánh trúng. Hoặc là trực tiếp bị điện giật thành than cốc, chết oan chết uổng, Hay là trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn, thậm chí bị oanh kích liền cặn bã đều không thừa không có bao lâu công phu nguyên bản còn giống như là quân đội đồng dạng ma tộc cao thủ một cái đều không có lưu lại chỉ lưu lại khắp nơi tàn chi thịt nát cùng một mảnh kia bị công kích giống như phế tích đồng dạng đại địa diệp thanh lam lôi điện công kích đơn giản liền là một cái quần công giết người lợi khí thần thông thi triển ra đến mảng lớn mảng lớn diệt sát địch nhân quá đáng sợ giết chết những cái này ma tộc sau đó Diệp Thanh Lam liền chậm rãi đi về phía Diệp Dương, Diệp Dương trong lòng siết chặt, mặc dù hắn đánh chết tu la, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Thanh Lam tuyệt đối đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đối mặt với cái này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, tâm ngoan thủ lạc đại tiểu thư, cái kia sẽ so đối mặt tu la thời điểm còn nguy hiểm hơn, Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua, cũng đang âm thầm tổ chức lấy ngôn ngữ, chuẩn bị thuyết pháp, nhưng vào lúc này Diệp Dương đột nhiên gặp được Diệp Thanh Lam sắc mặt mạnh mẽ biến. Sau một khắc, hắn liền gặp được Diệp Thanh Lam cả người hóa thành một đạo bạch quan, trực tiếp xông về hắn, xong, Diệp Thanh Lam thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không cho ta, liền muốn chém giết ta sao? Diệp Dương trong lòng mới tới kịp toát ra ý nghĩ này, hắn liền cảm giác được bản thân đã bị một cổ lôi điện cho cuốn lấy. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được bản thân cũng đã đằng không mà lên, hướng về nơi xa liền bay lượn mà đi không phải muốn giết ta dịp dương trong lòng còn tại bởi vì dịp thanh lam đột nhiên cử động mà nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền biết là chuyện gì xảy ra một cái huyết sắc đại thủ đột nhiên từ huyết ma tộc địa chỗ sâu trùng thiên mà lên mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức ngang qua hư không hướng về phía hai người bọn họ liền vỗ mạnh tới cái này cái này nhìn xem cái kia cấp tốc đập tới đại thủ Diệp Dương cả người đều bị dại ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Trong nguy cấp đối kháng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đại thủ phô thiên cái địa, ngang qua thiên khung, giống như một tòa đại sơn to lớn hơn nữa, Diệp Dương còn kinh hãi phát hiện, đại thủ tuyệt không phải là nguyên khí hoặc là ma khí ngưng tụ mà thành đại thủ, rõ ràng liền là một cái huyết nhục đại thủ, là ai có lớn như vậy, dài như vậy đại thủ. Liền cánh tay đều như thế to lớn, như vậy hắn bản tôn lớn bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Hơn nữa, đại thủ ngang qua hư không, vỗ tới, còn mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, dịp dương cạn là nhìn thấy, đại thủ những nơi đi qua, hư không đều tự hồ sụp đổ một dạng. Nhất định là đáng sợ lực lượng trùng kích số lớn không khí chôn vùi, bởi vậy tạo thành sụp đổ cảnh tượng, một cổ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức từ trong lòng bay lên, nhìn xem cái kia đại thủ, Diệp Dương trong lòng liền chỉ có chấn kinh phản kháng sao? Hẳn là như thế nào phản kháng? Cái kia đại thủ thực lực quá kinh khủng, Diệp Dương trong lòng thậm chí ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không có, bất lực ngăn cản. Cái kia đại thủ chủ nhân giống như là tiên nhân đồng dạng, cao cao tại thượng, nắm giữ không thể địch nổi cường đại lực lượng. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là một con dung dế thôi, đương nhiên, đây chỉ là Diệp Dương ý nghĩ mà thôi. Diệp Thanh Lam liền không phải nghĩ như vậy. Nàng dùng một đào tử điện đem Diệp Dương cuốn lấy đồng thời, cũng đã triển khai thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ma tộc thông đạo phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như lôi điện, Diệp Dương còn là lần thứ nhất kiến thức đến như thế rất nhanh, bất quá, Diệp Thanh Lam tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái kia đại thủ tốc độ càng nhanh. Diệp Thanh Lam còn không có bay ra bao xa cự ly, cái kia đại thủ liền đã vỗ tới bọn họ đỉnh đầu bầu trời, đáng sợ khí tức chấn động mà xuống, hư không đều vì đó sụp đổ ra, cảm giác được cái kia không thể địch nổi kinh khủng khí tức, ngay từ đầu, Diệp Dương nội tâm là hoảng sợ. Nhưng nhìn xem cái kia cùng bạo đập xuống tới đại thủ, Diệp Dương vậy mà đột nhiên liền bình tĩnh lại, có lẽ, hắn là biết rõ bản thân tránh không khỏi công kích. Hắn phải chết không nghi ngờ biết rõ kinh khủng vô dụng liền không có tiếp tục sợ hãi nhìn xem tấn mảnh vô cùng đập xuống tới huyết sắc đại thủ diệp dương lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm thấy tử vong cảm thấy bản thân cự ly tử vong gần như vậy đây chính là tử vong sao kỳ thật tử vong cũng không có cái gì phải sợ diệp dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ bất tri bất giác ở giữa hắn tâm linh lại chiếm được thăng hoa loại này thăng hoa không phải thực lực tăng lên cũng không phải cảnh giới tăng lên, chỉ là đơn thuần thăng hoa. Liền giống như, trước kia hắn tâm linh giống như là một cái cô lậu quả văn dế nhũi, nhưng hiện tại lại là đột nhiên thăng hoa trở thành một cái kiến thức trọng đại hữu chí thanh niên, dạng này là bản chất cải biến, đối dịp dương về sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, dịp dương có thể sống sót, tử lôi hóa kiếm, nghịch trảm âm dương. Dịp thanh làm khẽ quát một tiếng, vận chuyển thần thông, bộc phát ra mạnh nhất thực lực, trực tiếp chém về phía cái kia đập xuống tới thao thiên huyết thủ, ầm, à, chỉ là, Diệp Thanh Lam thần thông còn không có tới gần cái kia thao thiên huyết thủ, liền gặp được thao thiên huyết thủ mãnh liệt chấn động, tiếp theo Diệp Thanh Lam tử điện thần thông liền bị chấn bể, mà Diệp Thanh Lam thì là bắt lấy cơ hội này, bay về phía trước cướp một khoảng cách lớn. Nhưng này thao thiên huyết thủ lại như bóng với hình, giống như dòi trong xương đồng dạng, cấp tốc truy sát đi lên, tiếp tục vỗ xuống tới, kinh khủng khí tức trùng kích mà xuống, Diệp Dương cảm giác được bản thân nhục thân đều nhanh muốn bị đè ép nổ nát ra. Thể nội nguyên khí đều bị trấn áp không cách nào lưu chuyển, tâm linh cũng vì đó rung động, hô hấp không khoái, đối phương thực lực quá mạnh, liền cường hoành như vậy Diệp Thanh Lam đều căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, Diệp Thanh Lam chỉ có thể chạy trốn quanh. Quanh. Quanh tại chạy trốn đồng thời, Diệp Thanh Lam không ngừng đánh ra tử điện thần thông nhưng lại hết thảy không chịu nổi một kích, không ngừng bị chấn bể, không chịu nổi một kích mà thao thiên huyết thủ lại là cấp tốc vỗ xuống, đã nhanh muốn phủ xuống, dịp thanh lam khẽ cắn môi, đột nhiên, một đạo hát quan từ nàng thể nội bắn ra. Hát quan lớn lên theo gió, trong nháy mắt từ nắm đấm lớn nhỏ tăng vọt đến một cái như ngọn núi lớn nhỏ. Lại là một cái tới phía ngoài bộc lộ ra cuồn cuộn ma khí ba tầng bảo tháp, ma khí. Chính tông ma khí, hơn nữa còn là cao cấp ma khí mặc dù không bằng thiên địa phục ma đồ, nhưng là viễn siêu phổ thông ma khí, bảo tháp tảng mát ra kinh khủng uy năng, ở dịp thanh làm khống chế phía dưới, tê thiên liệt địa trấn áp hướng về phía cái kia đập xuống tới thao thiên huyết thủ, muốn đem băng giết chết, oanh, cao cấp ma khí cùng cái kia thao thiên huyết thủ ở giữa không trung liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, bạo phát ra kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Chỉ thấy được cao cấp ma khí không ngừng lấy cực cao tần suất cấp tốc đụng chạm lấy, không ngừng đụng vào ngập trời đại thủ phía trên trong lúc nhất thời thao thiên huyết thủ đúng là bị chặn lại đường đi hư một tiếng rên rỉ từ huyết ma tộc địa chỗ sâu truyền đi ra diệp dương chỉ thấy được thao thiên huyết thủ mãnh liệt hướng phía dưới đè ép ầm một tiếng to lớn ngột ngạt tiếng vang mãnh liệt vang lên sau một khắc cái kia cao cấp ma khí liền phát ra tiếng ô ô vang đúng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài hóa thành một đạo hát quang, bay về phía phương xa chẳng biết đi đâu đánh bay cao cấp ma khí sau đó thao thiên huyết thủ lần thứ hai công sát hướng diệp thanh lam tại cao cấp ma khí bị đánh bay đồng thời diệp dương nhìn thấy diệp thanh lam cũng trên khẽ một tiếng nguyên bản thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt cũng lướt qua một vòng yêu diễm đỏ mặt sợ là diệp thanh lam tâm thần cũng bị chấn thương hưu một đạo bạch quan từ nàng thể nội bắn ra lại là một cái linh kiếm linh kiếm hàng mang lấp lóe tản mát ra có thể tê thiên liệt địa kinh thiên khí tức xé rách hư không, chém vỡ thương khung, trực tiếp dạo sát hướng về phía cái kia thao thiên huyết thủ, kiện thứ hai cao cấp linh khí. Bất quá, món này không còn là cao cấp ma khí, mà là cao cấp linh khí. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Lam bị buộc đến sử dụng linh khí cùng ma khí, bất quá, hắn cũng biết sự tình khẩn cấp, nếu không phải việc quan hệ sinh tử, Diệp Thanh Lam lại làm sao sẽ liên tục tế ra cao cấp ma khí cùng linh khí đâu, nhìn thấy linh kiếm kích xạ mà đến, thao thiên huyết thủ biến trưởng thành quyền, một quyền mãnh liệt chém dết ở cái kia linh kiếm phía trên tầm. Linh kiếm lúc này liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt cùng đầy trời tử điện. Tử điện lăng không xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ cái kia thao thiên huyết thủ, điên cuồng thắt cổ lên chỉ là, thao thiên huyết thủ chỉ là mãnh liệt chấn động, liền đã đem tử điện cho làm vỡ nát, yên nguyên vẫn là không chịu nổi một kích, bất quá, một đuổi một chạy ở giữa, song phương cũng đã cách xa huyết ma tộc, cự ly ma tộc thông đạo là càng ngày càng gần. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng có thể cảm giác được, theo lấy cự ly huyết ma tộc địa càng ngày càng xa, cái kia thao thiên huyết thủ uy năng cũng bắt đầu yếu bớt, đây là chuyện tốt, một cái cơ hội lại là một kiện linh khí từ Diệp Thanh Lam thể nội bắn ra, từng kiện từng kiện cao cấp linh khí hoặc là ma khí không ngừng bị Diệp Thanh Lam thanh toán đi ra, cùng cùng không dứt, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đã có mười mấy món cao cấp linh khí mà khí bị tế đi ra, hơn nữa, những cái này tế đi ra cao cấp linh khí cùng ma khí bị thao thiên huyết thủ cho đánh bay sau đó cũng lại không thể trở về. Nhưng Diệp Dương thấy từng đợt đau lòng, những cái này có thể đều là cao cấp linh khí, ma khí a, giá trị liên thành đồ vật, cứ như vậy không có. Bất quá, hắn cũng biết rõ, những cái này cao cấp linh khí cùng ma khí đối Diệp Thanh làm tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nàng không có việc gì tùy tiện liền có thể lấy được càng nhiều cao cấp linh khí cùng ma khí, vì tính mệnh, nàng cũng nhất định phải liều mạng, đột nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, đã không còn linh khí hoặc là ma khí bị nàng thanh toán đi ra, Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ Diệp Thanh Lam là không có linh khí hoặc là ma khí. Nếu như không có linh khí hoặc là ma khí ngăn cản, Diệp Thanh Lam căn bản là gánh không được cái kia thao thiên huyết thủ A, quanh thao thiên huyết thủ truy sát một đường, lúc này rốt cục mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức vỗ xuống tới, ở thời khắc này, Diệp Dương chỉ thấy được đầy trời huyết sắc tấn mạnh vô cùng vỗ xuống tới, xong. Diệp Dương đem tất cả công pháp, chiến kỹ các loại tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, thiên địa phục ma đồ cũng bị hắn thanh toán đi ra, đây là hắn hy vọng cuối cùng quanh thao thiên huyết thủ mãnh liệt vỗ xuống tới, trực tiếp đập vào Diệp Thanh Lam trên người. Cũng chính là lúc này, Diệp Thanh Lam trên người lần thứ hai bạo phát ra một đoàn chói mắt hát quang. Cùng cùng ma khí bộc phát ở giữa, một cái hát sắc đại thủ mãnh liệt từ nàng thể nội dò xét đi ra, tiếp theo một quyền đánh vào cái kia Thao Thiên Huyết Thủ phía trên quanh. Quanh. quanh hai đầu đại thủ trong hư không mãnh liệt công kích lên, trong nháy mắt thời gian liền đối đánh mấy chục cái, cuối cùng, cái kia từ Diệp Thanh Lam thể nội quanh đi ra đại thủ cũng ngăn không được Thao Thiên Huyết Thủ cùng bạo công kích, trực tiếp bị bật nát ra mà khí cũng vì đó tiêu tán, cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam cũng phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người nhất thời quể oải xuống tới. Mà thao thiên huyết thủ mặc dù bị hắc sắc đại thủ cho tiêu diệt không ít, nhưng cũng không có tiêu tan, lần thứ hai một bàn tay vỗ xuống. Âm, Diệp Dương cảm giác được giống như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào hắn trên người đồng dạng, cơ hồ đem hắn nhục thân cho làm vỡ nát. Cũng may mắn có thiên địa phục ma đồ, Diệp Dương mới bảo vệ tính mệnh. Nhưng mặc dù như thế, hắn thể nội không ít kinh mạch đều bị chấn bể, trên thực tế, Diệp Dương có thể bảo trụ bất tử còn nhiều nhờ đến Diệp Thanh Lam. Cái kia thao thiên huyết thủ mục tiêu chủ yếu chính là Diệp Thanh Lam, công kích Diệp Dương chỉ bất quá là bộ phận tiêu tán đi ra lực lượng dư ba mà thôi, Diệp Thanh Lam lần thứ hai bên ngoài thân tử điện đều bị bật nát, một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài, mang theo Diệp Dương liền ngược lại bay ra ngoài. Hiển nhiên Diệp Thanh Lam thần thông sợ là đều bị phá hết, lúc này, thao thiên huyết thủ uy năng cũng đã giảm bớt không ít, nhưng uy năng vẫn như cũ kinh khủng, một chưởng vỗ xuống, đi mẹ ngươi. Diệp Dương tức giận, trong lòng lửa giận bắn ra, đã không còn cố kỵ, ta có vô địch chi tâm, muốn giết ta. Vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Diệp Dương trong lòng gầm thét, một bước đem đại địa đạp nứt nẻ, mà hắn thì là hóa thành một đạo hát sắc lôi điện, trực tiếp liền xông tới, quanh một tiếng, huyết sắc đại thủ kịch liệt chấn động, lập tức liền nổ nát ra. Lại bị Diệp Dương cho đánh nát, mà Diệp Dương cũng qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn xem một màn này, trên mặt đều là vẻ khó tin. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Bị khám phá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diệp Dương, Mau dẫn ta ly khai ma tộc thế giới. Diệp Thanh Lâm ngã ngồi trên mặt đất, thanh âm suy yếu nói ra. Tự hồ nàng trọng thương liền đứng lên, khí lực đều không có. Diệp Dương mặc dù cũng bị thương, xương cốt đứt gãy, thể nội kinh mạch đều có mấy đầu bị chấn đoạn. Nhưng thương thế cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy, còn có thể phát huy ra nhất định thực lực, tự do hành tẩu chính là bởi vì biết rõ Diệp Dương tình huống diệp thanh lam mới đối với hắn nói như vậy diệp dương chậm rãi đi về phía diệp thanh lam trong lòng có chút do dự lúc này diệp thanh lam tuyệt đối là bị đã thương nặng liền đứng lên khí lực đều không có nếu như lúc này hắn bạo khởi giết người mà nói có lẽ liền có thể đem diệp thanh lam cho đánh chết lúc trước ở diệp gia thông thiên hà bờ diệp dương bị ép phát hạ thề độc trong đó một cái chính là muốn đánh giết diệp thanh lam cho thủy nguyệt báo thù nếu như hiện tại Diệp Dương động thủ mà nói, có lẽ có thể hoàn thành trong đó một cái lời thề, còn có mặt khác một cái chính là trộm lấy phi tiên kinh, nhưng này cự ly quá xa, làm người, không thể vô sĩ như vậy. Mặc dù, Diệp Thanh Lam cùng ta không có cái gì giao tình. Nhưng hôm nay, nếu như không phải nàng mà nói, ta sớm đã bị cái kia thao thiên huyết thủ cho đập chết. Là Diệp Thanh Lam cứu được bản thân. Ta không thể vong ân phụ nghĩa. Diệp Thanh Lam, muốn giết nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Chí ít, chờ ta báo nàng lần này cứu mạng ân tình, về sau lại giết nàng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền sải bước đi qua, nhích tới gần Diệp Thanh Lam, không lưng liền muốn đem Diệp Thanh Lam ông lên, Diệp Dương, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Dương cử động, Diệp Thanh Lam giận tím mặt, lạnh lùng quát, Diệp Dương động tác có chút dừng lại, nhìn xem Diệp Thanh Lam, trong lòng có chút tức giận. Ta nói Diệp Đại Tiểu Thư, ngươi không phải muốn ta mang ngươi rời đi sao ngươi còn có thể đi đường sao không thể a à, vậy ta liền chỉ có thể ông lấy ngươi đi diệp thanh lam dùng tức giận ánh mắt nhìn xem diệp dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ nàng băng thanh ngọc khiết cho tới bây giờ không có bị nam nhân tiếp xúc qua muốn diệp dương ông nàng nàng căn bản không thể nào tiếp thu được hơn nữa người nào biết rõ diệp dương có phải là hay không cố ý muốn dính nàng tiện nghi lại nói diệp dương thân phận bày ở chỗ này một cái nô tài sao có thể tiếp xúc cao quý chủ tử ngươi có thể dùng lực lượng mang ta ly khai sau một hồi diệp thanh lam bất lực nói ra diệp dương trong lòng giận dữ đều đến lúc nào còn cố kỵ nhiều như vậy nói xong như ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi đồng dạng diệp dương căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc diệp thanh lam không muốn chết mà nói nhất định sẽ thỏa hiệp quả nhiên diệp thanh lam dãy dụa sau một hồi chỉ có thể yên lặng làm ra lựa chọn nhưng cuối cùng nàng vẫn là cảnh cáo diệp dương diệp dương ngươi cho ta cẩn thận một chút chớ làm loạn nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp dương một mặt nghiêm mặt nói ra yên tâm đi ta nhất định cũng không sằng bậy sau khi nói xong diệp dương còn tại trong lòng lẩm bẩm một câu ai dám làm loạn a à, vạn nhất ngươi thương thế tốt sợ là liền sẽ đem ta cho đánh chết Thế là, Diệp Dương liền không lưng, đem Diệp Thanh Lam bế lên, Diệp Thanh Lam thân thể mười phần mềm mại, ôm vào trong ngực, giống như ôn ngọc nguyễn hương trong ngực đồng dạng, cho Diệp Dương một loại hết sức đặc thù cảm giác. Lúc trước, Diệp Dương lơ đáng đụng vào Diệp Thanh Lam trên người, lúc ấy, hắn liền cảm thấy Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hiện tại, đem Diệp Thanh Lam cả người ôm vào trong ngực, Diệp Dương cảm giác nhất là mãnh liệt. Nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam, Lúc này Diệp Thanh Lam sắc mặt đỏ bừng, cũng đã nhắm lại hai mắt. Chắc hẳn nàng trong lòng là vừa thẹn vừa giận a, à, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Diệp Thanh Lam, Diệp Dương quả nhiên là không nghĩ đến bình thường thanh lãnh, cao ngạo giống như tiên tử Diệp Thanh Lam, vậy mà cũng sẽ có hại xấu hổ một ngày, kỳ thật, cái dạng này không phải thật tốt sao? Nhìn xem Diệp Thanh Lam, Diệp Dương tâm thần rung động. Lúc này Diệp Thanh Lam, sau bình thường cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ bộ dáng, muốn tốt rất nhiều còn thất thần làm gì còn không mau đi đợi chút nữa ma tộc cao thủ liền truy sát đi lên nhìn thấy diệp dương thật lâu không đi diệp thanh lam không khỏi có chút tức giận lúc này đi qua ngay từ đầu nổi giận sau đó diệp thanh lam sắc mặt cũng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh không phải liền là bị diệp dương ông lấy sao lại không có tiếp xúc gia thịt đây coi là cái gì diệp dương nhúng nhúng vai lúc này liền bước ra bước chân ông lấy diệp thanh lam liền hướng về ma tộc thông đạo liền sải bước đi qua từng đợt nam tử khí tức không ngừng xông vào mũi diệp thanh lam thủy chung cảm giác được có chút mất tự nhiên bất quá may mắn diệp dương cũng không có cái gì ý đồ khác chỉ là ông lấy nàng nhanh chóng tại ma tộc thế giới hành tẩu ngay tại bọn họ đi không lâu sau một nhóm ma tộc cao thủ liền xuất hiện ở bọn họ nguyên bản vị trí tại phát hiện diệp dương hai người chạy trốn sau đó những cái này ma tộc cao thủ liền cấp tốc đuổi theo may mắn bọn họ nguyên bản liền đã mười phần tới gần ma tộc lối đi. ở dịp dương lao nhanh một trận về sau, bọn họ liền cũng đã đi tới ma tộc thông đạo phía dưới, nhìn xem không gặp đỉnh ma tộc thông đạo, diệp dương tức khắc khó khăn, hắn cũng sẽ không phi hành a, à. hơn nữa cũng không cách nào ngự kiếm phi hành, mà ma tộc thông đạo cùng tiên đạo thế giới có cực xa một trận cự ly, diệp dương căn bản không cách nào bay ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ đâu? diệp dương cúi đầu nhìn xem trong ngực diệp thanh lam, diệp đại tiểu thư vậy phải làm sao bây giờ đâu ta cũng sẽ không phi hành a à. diệp dương thành thành thật thật nói ra diệp thanh lam nhíu mày không cách nào rời đi ma tộc thế giới bọn họ căn bản là không cách nào đào thoát ma tộc truy sát tin tưởng không lâu sau đó ma tộc cường giả liền sẽ truy sát đến đây ngươi hơi chờ một chút thả ta xuống để cho ta khôi phục một cái diệp thanh lam trầm ngâm một cái nói ra diệp dương chỉ có thể có chút không nỡ đem diệp thanh lam để xuống Diệp thanh làm rất nhẹ, như không xương đồng dạng, ông lấy nàng, có một loại rất thoải mái cảm giác. Nhưng, dịp dương nhưng cũng không dám đùa nghịch lưu manh, dịp thanh làm xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một chút đan dược, nuốt ăn vào, bắt đầu khôi phục lực lượng. Dịp dương trái phải vô sự, cũng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Dù sao, hắn thương thế cũng không nhẹ, có thể nắm chặt thời gian mà nói liền nắm chặt thời gian chữa thương a về phần diệp thanh lam có hay không biện pháp rời đi thông đạo vậy cũng liền chỉ có thể chờ đợi dù sao nếu như không theo cái này thông đạo rời đi mà nói bọn họ căn bản không cách nào trốn xa càng thêm không có khả năng đi đến cái khác lối đi lại nói cái khác thông đạo cũng đều là giống nhau cần phải bay mới có thể bay ra ngoài không lâu sau đó diệp thanh lam liền chậm rãi mở mắt tốt hiện tại ta cũng đã khôi phục một chút lực lượng có thể phi hành lên rồi vừa nói từng đạo từng đạo tử điện không ngừng tại bên người nàng ngưng tụ cuối cùng tạo thành một cái tử điện đại kiếm diệp thanh lam trực tiếp liền nhảy đi lên diệp dương cũng đi theo nhảy đi lên mặc dù hắn có chút tiếc nuối nhưng có thể rời đi nơi này vẫn là để hắn thở dài một hơi lúc này diệp thanh lam liền thao túng tử điện đại kiếm trực tiếp trùng thiên mà lên hướng về ma tộc thông đạo bên ngoài liền kích bắn tới ở cái này quá trình bên trong số lớn phi hành quái vật lần thứ hai lít nha lít nhít tập sát tới. Diệp Thanh làm nhíu mày, nàng bị thương quá nặng đi, duy trì tử điện đại kiếm cũng đã mười phần miễn cưỡng, cũng đã bất lực đối kháng những cái này phi hành quái vật. Mặc dù phi hành quái vật thực lực cũng không cao, nhưng số lớn phi hành quái vật trùng sát tới, vẫn có khả năng nhường bọn họ lật thuyền trong mương hơn nữa, đằng sau còn có ma tộc cao thủ truy sát đâu, Diệp Dương, ra tay đi. Diệp Thanh Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Dương, Diệp Dương chỉ có thể đem vác tại sau lưng linh khí cấp bậc trả mã đao cầm đi ra, muốn đối kháng những cái kia đánh dết tới phi hành quái vật, Diệp Thanh Lam mặt tối sầm, lạnh giọng nói ra. Diệp Dương, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi cũng có tu luyện lôi hệ thần thông. Dùng lôi hệ thần thông công kích những cái này hắc ám quái vật cực kỳ là hữu hiệu. Đồng thời có thể phạm vi lớn công kích. Diệp Dương trong lòng lập bộp một cái, điện ngục thiên bi lôi vẫn là bị dịp thanh lam cho phát hiện bất quá đây là sớm muộn sự tình mà thôi nhìn xem dịp thanh lam dịp thanh lam sắc mặt tái nhợt ánh mắt đàm mạc không biết nàng giờ phút này là cái gì ý nghĩ dịp dương ngượng ngùng cười một tiếng lúc này liền vận chuyển điện ngục thiên bi lôi cái này thần thông lúc này từng đạo từng đạo hát sắc lôi điện liền tại hắn cùng dịp thanh lam ở giữa ngưng tụ mà ra cuối cùng tại dịp thanh khống chế phía dưới những cái này hắc sắc lôi điện cũng tạo thành một cái lôi điện vòng bảo hộ, đem Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người vững vàng bao vây lại hắc sắc lôi điện. Nhìn xem hắc sắc lôi điện, Diệp Thanh Lam trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đây là nạn lần thứ nhất nhìn thấy hắc sắc lôi điện. Hơn nữa, nạn có thể rõ ràng cảm giác được hắc sắc lôi điện không đơn giản chỗ. Thiên uy cuồn cuộn, hàm chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, chấn nhiếp tâm linh, thậm chí nàng đấy lòng càng là xuất hiện một loại cảm giác. Nếu như, Diệp Dương có thể đem hắn thần thông tu luyện tới cùng bản thân thần thông một dạng cảnh giới mà nói, Diệp Dương những cái này hát sắc lôi điện, sợ là còn sẽ so với nàng tử điện muốn lợi hại. Lúc này, số lớn phi hành quái vật cũng đã lao đến, một đầu đụng vào hát sắc lôi điện phía trên. Lúc này, hát sắc lôi điện liền mãnh liệt bạo phát ra, đầy trời điện mang lấp lóe, sấm sét vang dội ở giữa không ngừng đem từng cái phi hành quái vật cho điện thành than cốc, quanh thành bột mịn, hát sắc lôi điện, vậy mà đối ma tộc có áp chế tác dụng. Diệp Dương, ngươi có thể giết chết cái kia tu la, sợ đều là bởi vì lôi điện duyên cớ a. À? Diệp Thanh Lam đột nhiên nói ra, nữ nhân này, quá thông minh. Diệp Dương trong lòng giật mình. Diệp Thanh Lam chỉ là gặp đến hát sắc lôi điện đánh giết những cái kia phi hành quái vật, liền đoán được địa ngục thiên bi lôi đối ma tộc có áp chế tác dụng, tiếp theo liên tưởng đến hắn đánh giết tu la sự tình, dạng này nữ nhân, nhảy bén đáng sợ a, à. cái kia gia hỏa quá khinh thường mà thôi, nếu không, ta quả quyết không phải đối thủ." Diệp Dương ngượng ngùng nói ra. "Xác thực, nếu như không phải đối phương quá chủ quan mà nói, Diệp Dương tối đa cũng chỉ là đem kích thương mà thôi, muốn đem đánh giết rất khó. Dù sao, song phương thực lực chênh lệch quá xa, cho dù hắn khinh thường nhưng đổi lại là người bình thường cũng không cách nào đem đánh vết. Ngươi có thể tại chênh lệch mấy cái đại cảnh giới chênh lệch phía dưới đem hắn đánh vết, đủ để chứng minh ngươi thực lực. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra, trong mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Bỏ trốn mất dạng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio May mắn mà thôi Mặc dù bị Diệp Thanh Lam khen ngợi, nhưng Diệp Dương lại là tương đối cẩn thận, cũng không dám biểu hiện quá mức, người cái kia hắc sắc lôi điện là cái gì thần thông. Đối ma tộc có thiên sinh khắc chế. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, nhàn nhạt dò hỏi, ở tiên đạo thế giới, hỏi thăm kẻ khác thần thông cùng thần thông lai lịch, điều này hiển nhiên là tối kỵ. Bất quá, đối Diệp Thanh Lam tới nói, lại là không có cái gì cố kỵ. Dù sao, nàng thế nhưng là Diệp Dương chủ tử, vả lại, diệp thanh lam trời sinh tính cao ngạo một mực cao cao tại thượng cảm thấy nàng hỏi như vậy diệp dương hoàn toàn là không có vấn đề trước lúc này nàng liền đã nhiều lần hỏi thăm diệp dương như thế nào tu luyện lúc trước ngẫu nhiên lấy được thần thông mới vừa vặn tu luyện ngược lại là đối ma tộc có khắc chế năng lực diệp dương đơn giản nói một câu liền đình chỉ không nói hiển nhiên không nghĩ tiếp tục nói đi xuống diệp thanh lam cũng là người thông minh biết rõ diệp dương không muốn nói cho bản thân thế là nàng liền không có tiếp tục hỏi thăm thế là tiếp xuống trên đường đi hai người bọn họ liền không có tiếp tục nói chuyện vù rốt cục dịp dương trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt sau một khắc bọn họ liền song song từ ma tộc trong thông đạo bắn ra cái cuối cùng xoay người rơi vào vô tận các vàng bên trong khù khụ dịp thanh lam thu hồi thần thông kịch liệt ho khang một ngụm một bên ho khang còn một bên thổ huyết lúc này nàng khí tức càng ngày càng rối loạn, hiển nhiên, một đường thi triển thần thông, càng là liên hồi nàng thương thế, Diệp Dương, nhanh rời đi nơi này. Diệp Thanh Lam nói một câu, làm ho một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng tái nhật, Diệp Dương cũng biết rõ sự tình khẩn cấp. Mặc dù, bọn họ cũng đã rời đi ma tộc thế giới, nhưng nơi này liền là ma tộc thông đạo lối đi ra. Đằng sau những cái kia ma tộc cao thủ nhất định sẽ truy sát tới. Nếu là bọn họ không đi mà nói, một khi bị đuổi theo đến bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ thế là diệp dương liền nhanh chân tới gần diệp thanh lam liền muốn đem diệp thanh lam cho ông vào trong ngực chỉ là toàn thân một trận cứng rắn muốn kháng cự nhưng nghĩ tới hiện tại loại này tình huống hơn nữa diệp dương cũng không phải lần thứ nhất ông nàng bởi vậy nàng chỉ là hơi kháng cự một cái liền không có tiếp tục phản kháng mặc cho diệp dương ông lấy nàng diệp dương ông lấy diệp thanh lam lúc này liền triển khai thân hình như bay đồng dạng hướng về tinh sa quốc liền nhanh chóng bay lướt tới. Lúc này tinh sa quốc, không còn là trước đó tinh sa quốc. Có phi tiên môn cường giả tại tọa trấn, cho dù là ma tộc những cường giả kia cũng không dám công vào hơn nữa, lấy dịp thanh lam ở phi tiên môn thân phận địa vị, một khi bị phát hiện, phi tiên môn những cái kia những cao thủ nhất định sẽ trước tiên đưa tin trở về phi tiên môn, chuyển lấy cứu binh. Nếu không, nếu là dịp thanh lam bị ma tộc chém giết, cái kia phi tiên môn phía trên trách tội xuống tới, bọn họ có thể đảm đương không nổi, Diệp Dương, đừng đi tinh xa quốc. Phát giác được Diệp Dương ý nghĩ sau đó, Diệp Thanh Lam liền lập tức mở miệng ngăn cản, Diệp Dương cũng không có dừng lại bước chân, một bên chạy vội, vừa hỏi. Tại sao? Hiện tại tinh xa quốc có phi tiên môn cường giả tọa trấn, chỉ có đến nơi đó, chúng ta mới có thể an toàn. Diệp Thanh Lam đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàng mang tinh sa quốc tình thế phức tạp, tuy có không ít phi tiên môn không ít đệ tử, nhưng ta hiện tại thân chịu trọng thương, thế nhưng là một ít người vui tai vui mắt sự tình. Nghe vậy, Diệp Thanh bước chân mãnh liệt dừng lại, Diệp Thanh làm nói mịt mờ, nhưng Diệp Thanh tâm tư thông minh, nơi nào không biết nàng ý tứ, Diệp Thanh làm xem như một cái thiên chi kiêu nữ, tư chất nghịch thiên, thực lực kinh người, ở phi tiên môn cũng có cao thượng địa vị. Nhưng nàng thái độ làm người quá cao ngạo, xem thường kẻ khác, mà lại còn một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng hơn nữa nữ tử này càng là tâm ngoan thủ lạc cho tới bây giờ không sợ đắc tội bất luận kẻ nào bởi vậy đừng nhìn nàng ở phi tiên môn nắm giữ cực kỳ tôn cao thân phận nhưng rất nhiều người lại là hận không thể nàng chết Trinh cua tui nét nếu như có cơ hội nàng ở phi tiên môn những cái kia đám địch nhân tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ đem dịp thanh lam cho đánh chết nếu như dịp dương không có đoán sai mà nói tinh sa quốc bên trong cũng khẳng định có Diệp Thanh Lam không ít địch nhân, lấy Diệp Thanh Lam hiện tại tình huống, những người kia tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, tùy thời đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Bình thường, sở dĩ không ai đối Diệp Thanh Lam động thủ, đó là bởi vì bọn hắn tự nghĩ không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Hơn nữa cũng sợ Diệp Thanh Lam có cái gì ác chủ bài, nếu là không cách nào đem nhất kích tất sát mà nói, một khi bị Diệp Thanh Lam đào thoát, như vậy bọn họ liền sẽ bị nhận dịp thanh lam điên cuồng trả thù, lấy dịp thanh lam tư chất, thiên phú, nàng đột phá thai tức cảnh, trở thành tọa vong cảnh thời gian cũng sẽ không quá dài. Hơn nữa, tự hồ phi tiên môn trưởng môn đối dịp thanh lam cũng coi trọng, nếu là dịp thanh lam đem việc này tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ có người đối phó bọn hắn những người này. Bởi vậy, dịp thanh lam các đối thủ, nếu không liền không động thủ, vừa động thủ liền muốn nhất kích tất sát đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi lắc đầu, đừng nhìn Diệp Thanh Lam bình thường phong quan vô cùng bộ dáng, cao cao tại thượng, nhưng vô số người nhìn theo bóng lưng. Nhưng nữ tử này ở phi tiên môn cũng không có bằng hữu gì, tương phản lại là có không ít muốn đưa hắn vào chỗ chết đối thủ, kỳ thật, Diệp Thanh Lam vẫn là rất đáng thương, đáng thương. Thật đáng buồn. Bất quá, tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu không phải Diệp Thanh Lam như thế cao ngạo, cậy tài khinh người, làm sao sẽ giống như là hiện tại dạng này đầy thế giới đều là địch nhân đâu, tại cái này loại tình huống phía dưới, hai người bọn họ quả nhiên là không thích hợp đi Tinh Sa quốc. Thế là, Diệp Dương quay người liền hướng lấy sa mạc bên ngoài liền chạy như điên, trên thực tế, ngược lại là một cái giết chết Diệp Thanh Lam cơ hội, chỉ cần Diệp Dương đem Diệp Thanh Lam cho đưa đến Tinh Sa quốc đi, không cần hắn động thủ, liền có thể giết chết Diệp Thanh Lam. Dạng này hắn cũng coi là xứng đáng thủy nguyệt bất quá diệp dương không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó diệp thanh lam ân cứu mạng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ bởi vậy hắn trước hết báo ân sau đó nghĩ đến làm sao giết chết diệp thanh lam diệp dương ta thụ thương chuyện này không thể bại lộ ra ngoài diệp thanh lam nhàn nhạt nói ra mặc dù nàng lo lắng nhưng trên mặt thậm chí trong mắt đều không có lộ ra sợ hãi thần sắc diệp dương gật gật đầu không có nói chuyện nếu là diệp thanh lam thụ thương chuyện này truyền đi mà nói nhất định sẽ nhường một ít người truy sát hoặc là chặn dết hơn nữa diệp thanh lam câu nói này còn có một cái ý khác kia chính là nàng không muốn nhìn thấy diệp dương trong ngực ông lấy là nàng nếu không một khi bị người phát hiện nàng bị diệp dương ông lấy đồ đần đều biết rõ nàng thân chịu trọng thương hơn nữa một khi chuyện này truyền đi đối với nàng thanh danh cũng không tốt mặc dù nàng cũng không thèm để ý người khác nói cái gì ta sẽ chú ý Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ông lấy Diệp Thanh Lam chính là một trận chân phát lao nhanh. Nếu là xa xa thấy có người đi qua, Diệp Dương liền sẽ lập tức quay lại phương hướng, tránh đi người tới, hiện tại, cũng liền chỉ có thể như thế, ngay tại bọn họ rời đi ma tộc thông đạo sau đó, một nhóm ma tộc cao thủ liền từ ma tộc thông đạo xuất hiện ở vô tận sa mạc bên trong. Diệp Thanh Lam bị thương nặng, nếu như vẹn vẹn dựa vào cái kia tiểu định cảnh giới tiên đạo dung giới, căn bản không cách nào thoát đi cái này sa mạc. Theo ta thấy, bọn họ tất nhiên sẽ đi tinh sa quốc. Hiện tại, phi tiên môn một chút cường giả tọa trấn tinh sa quốc, có thể bảo hộ bọn họ. Một người dáng dấp vô cùng tuấn Mỹ tu la chậm rãi nói ra chỉ là phi tiên môn có phi tiên môn tọa vong cao thủ tọa trấn, chúng ta đi căn bản chính là chịu chết. Trừ phi, tọa vong cao thủ xuất thủ mới có thể xâm nhập tinh sa quốc, đem dịp thanh lam cho đánh chết. Chúng ta không cần tiến vào Tinh Sa quốc, chỉ cần tại Tinh Sa quốc bên ngoài chặn dết cũng được. Lấy tốc độ bọn họ, khẳng định không đủ chúng ta nhanh. Cho dù Diệp Thanh Lam bọn họ trốn vào Tinh Sa quốc bên trong, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại một cái tu la lạnh giọng nói ra, đám người quá sợ hãi nhìn về phía nói chuyện cái này tu la. Ngươi muốn xông vào Tinh Sa quốc? Các ngươi ngớ ngẩn a, à, ta xông vào, cái kia chẳng phải là đưa hàng tới cửa sao? cái kia tu la dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem cái khác ma tộc cao thủ, lập tức cười lạnh nói ra. Tin tưởng, các ngươi cũng nắm giữ không ít dịp thanh lam tình báo, biết rõ nàng là ai. Các ngươi cũng biết rõ, cho dù là phi tiên môn bên trong, cũng sẽ có không ít người muốn nàng chết. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cả đám đều đối cái kia tu la bội phục đầu rạp xuống đất. Thế là, đông đảo ma tộc cao thủ liền vượt qua tinh sa hải, tiến đến truy sát diệp thanh lam cùng diệp dương hai người chỉ là bọn họ lại là cùng diệp dương lưng đối mà trị khoảng cách song phương là càng ngày càng xa cũng may mắn diệp dương nghe diệp thanh lam đề nghị nếu không lấy tốc độ của hắn sợ sớm liền đã bị đuổi kịp bất quá dù vậy diệp dương cũng không tốt thụ lúc đầu hắn liền bị đã thương nặng hiện tại càng là ông lấy diệp thanh lam một trận lao nhanh mặc dù diệp thanh lam không tính nặng nhưng cũng là một loại gánh vác tăng cường dịp dương tiêu hao khiến cho nàng thương thế là càng ngày càng nặng sư tỷ ta thật sự là chạy không nổi rồi chúng ta trước nghỉ ngơi một cái dịp dương không nói hai lời đem dịp thanh lam đặt ở các vàng phía trên mà hắn thì là lập tức ngồi xếp bằng xuống vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết khôi phục liền bị tiêu hao không còn nguyên khí những cái này đang dược ngươi cầm lấy đi có thể chữa trị thương thế khôi phục nguyên khí dịp thanh lam lấy ra một chút đang dược đầu tiên là bản thân nuốt một chút sau đó liền đem còn lại đang dược đều ném cho diệp dương diệp dương không chút khách khí liền tiếp tới sau đó nuốt một hạt ầm ầm tức khắc một cổ giống như hồng lưu đồng dạng dòng nước ấm từ hắn trong miệng tỏa ra giống như vốn cùng gian hà chi thủy đồng dạng cấp tốc tràn hướng diệp dương phần bụng tứ chi bách hại dòng nước ấm những nơi đi qua diệp dương phát hiện được bản thân thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục dù cho là lúc trước bị chấn đoạn kinh mạch, xương cốt, cũng đều chậm rãi chữa trị, đồng thời, còn có không ít nguyên khí nhanh chóng chui vào hắn cũng đã tiếp cận khô cạn kinh mạch, biến thành hắn tự thân nguyên khí, cấp tốc gia tăng hắn muốn tiêu hao không còn nguyên khí, vẻn vẹn một hạt đang dược, dịp dương thể nội nguyên khí liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà còn lại dược lực, còn tại chậm rãi chữa trị hắn nhục thân bên trên thương thế, cuối cùng, làm dược lực hoàn toàn tiêu tán sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy hắn thương thế đã bị khôi phục năm thành. Nhưng mặc dù như thế, đang dược dược lực còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, còn lại một bộ phận đã chạm vào hắn thể nội huyết nhục, xương cốt bên trong, chậm rãi phát huy dược hiệu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.